Người tu mình càng tu ra mới hiểu. Thì ra là mình tu ra bệnh mà chính mình không biết. Bệnh gì? Tu mà sợ mình bệnh nè. Ăn cái gì để đừng có bệnh nè. Ăn uống sao để hết bệnh nè. Ăn uống sao để khỏe nè. Đây là tu ra bệnh đó trời. Tại vì cái tâm nó nghĩ vậy là tu ra bệnh đó. Còn hiện tại quý vị đang ăn ngon ngủ yên, quý vị cứ ăn ngon ngủ yên đi. Đừng có suy nghĩ, quý vị cứ lo niệm Phật đi. Là một ngày quý vị sống là một ngày vui à. Sống đặc biệt vui mà nó vui đến lúc mà quý vị có bệnh quý vị cũng vui luôn nữa. Vì sao? Vì cái niềm vui nó tăng đến mức cực điểm rồi. Niềm vui tăng đến mức cực điểm thì nó đâu có bị nỗi buồn gì mà nó làm ảnh hưởng quý vị được. Còn quý vị mỗi ngày cái gì cũng lo, cái gì cũng sợ chứ, thì đây là bệnh. Ăn cái gì cũng lo sợ chứ á. Nhận Đức nói với vị nghe nghe. Nhận Đức trong chùa, Nhận Đức quản chúng nè. Nói về hổm có một sư cô kia kìa. Nhận Đức gặp cổ, Nhận Đức nói: cô thấy phiền phức cô không? Chúng trong chùa 300 người á, là hết á, 299 chín người, người ta đã ăn cơm, ăn bình thường rồi. Có mình cô á là ăn dưỡng sinh thôi à. Cô thấy cô phiền không? Cô phiền cô không? Mà cô thấy cô bất tiện không? Cô lên bằng ăn cô bất tiện không? Dầu cô cũng sợ, đường cô cũng sợ, cái gì cô cũng sợ hết. Vì những Đức hỏi cô tu cầu sanh cực lạc hay cô tu cầu cái thân này tồn tại? Nếu cô tu mà cầu được cái thân này tồn tại, những Đức nói cô đố mà tồn tại cái thân này á, cô ăn sao nó cũng chết à, nó cũng bệnh à. Tại vì cái thân người này là thân tứ đại, nó sẽ có và nó sẽ mất thôi. Cái dưỡng gì mới là tồn tại? Dưỡng tâm. Trời ơi, tâm niệm là cái quyết định đi đến đâu là tâm niệm nè. Tâm niệm mà dưỡng được. Còn cái việc dưỡng thân là một phần rất nhỏ, chỉ cần ăn chay, rau củ hoặc đồ chay không sát sanh là được rồi. Ăn chay vậy được rồi. Ăn chay là tốt rồi. Chỉ cần cái tâm ăn chay, rồi biết phóng sanh, rồi biết niệm Phật, được rồi. Đừng có đòi hỏi nữa. Giống như có một cô này, cô vừa bị bệnh ung thư thôi. Vừa bị bệnh ung thư thôi. Thì những người bạn của cô khuyên cô, thôi cô nên ngưng ăn hoàn toàn, ngưng ăn hết luôn. Và cô một ngày chỉ có ăn một chút đồ ăn thực dưỡng thôi, để mà trị bệnh ung thư. Quý vị biết không? Mới có nửa tháng sau thôi, cô da bọc lại xương. Và những Đức hỏi cô thì cô nói một câu: trong lòng con buồn lắm thầy à. Bây giờ con buồn lắm. Mỗi lần mà con nhìn sắc diện của con buồn lắm thầy à. Biết rằng là ăn cách này để trị bệnh mà sao con thấy sắc diện con chán quá, con quá buồn. Rồi bây giờ cái đầu con cạo chọc lóc luôn, thêm cái nó ốm nhơm nhách. Mà con nhìn con thấy ghê quá thầy ơi, con buồn quá. Mà bây giờ con đi không nổi luôn rồi. Con sợ là trị cái này chưa hết bệnh mà con chết rồi. Tại vì bà ốm quá ốm quý vị. Thì Nhân Đức mới nói với cổ, Nhân Đức nói: cách trị này không phải là không tốt, nhưng mà đối với cái người mà nó thông cái tâm thì tốt lắm. Mà cũng là chịu đựng cao độ. Thông được cái tâm thì nó có thời gian để tích lọc những cái thứ mà không sạch trong cơ thể mình ra. Cái cách đó là để trị bệnh vậy đó. Nhưng mà đối với cái nhân duyên quả báo của cõi đời này á, con người khi thọ mạng đến là nó sẽ đến. Phải tin về nhân quả này mới sâu, hiểu không? Còn cô bây giờ chưa gì hết mà nội tâm của cô nó đã bị ấm ức nặng nề. Nhìn mình á, nó quá ốm, nó quá xấu quý vị. Quý vị giờ ngồi suy nghĩ nè. Thí dụ như mấy cô mà tu mà gương mặt mà sáng sáng á, nó nói cho lâu lâu mình coi gương mình cũng thích. Thích sao không thích? Chứ muốn xấu ai muốn xấu? Tại sao mà ta muốn về thế giới cực lạc? Vì 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, không già, không bệnh, không chết, đúng không? Vậy bây giờ trước nhất quý vị tu ở đây thì sao mà quý vị sắc diện coi được đẹp? Ví dụ như ngày xưa những Đức hô hốc mà xấu vô cùng như ma, những Đức đâu có chịu soi gương đâu. Cạo đầu là miễn cưỡng nhìn cái đầu để cạo thôi. Nó ốm rồi, đầu xương sọ gì nó lòi lên kỳ cục lắm. Kỳ cục lắm kìa. Không, người của mình á,
Khi mà ốm là cái bộ xương của mình như nhau thôi. Quý vị thử vô trong phòng hộ niệm có một bà cụ gồm, bà ngồi, quý vị cầm đôi tay lên quý vị coi đi. Khi mà con người già yếu mà da mà bọc lại xương đấy quý vị, thì xương chúng ta y gan nhau luôn. Từng khớp xương y rang luôn. Da bả nó bọc lại xương, hoàn toàn bọc lại. Bởi vì cầm đôi tay lên vì coi đi. Hôm qua những đứa cầm tay với lên những đứa nói, nếu đôi tay này mà ngày xưa là một cô con gái, nếu đôi tay này mà đưa ai nắm chắc người ta chạy mất dép luôn, không dám đụng luôn à, không ai dám đụng đôi tay này luôn. Bữa nay da bọc xương lại hoàn toàn luôn quý vị. Và những đứa nhìn từng khớp xương của bả nó lòi lòi lên, rõ ràng là gân xương bao bọc nhau, nó câu kết với nhau quý vị, từng khớp câu kết lại nha. Nó ốm nhơm ốm nhách mình nhìn thấy ghê lắm quý vị ơi. Nên từ nơi đó hồi xưa mà những đức mà ốm nhơm á, ốm là nó xấu quý vị, ốm là nó xấu à, công nhận không? Không có thịt sao đẹp, con người không thịt sao đẹp. Nó, mấy cái người mà cặp mắt bị bù lạch ăn nó mới nhìn mấy đứa ốm nhơm mà đẹp. Bù lạch ăn con mắt thì có. Trời, con gái mà ốm nhơm ốm nhách mà tay chân nghiêu ngao như xương xương lòng thòng mà nó đẹp, đẹp nhưng mà đẹp. Con gái là phải tròn trịa có thịt thà nó mới mát mẻ. Trời, con gái ốm nhơm ốm nhách mà làm sao đẹp, mấy ông công nhận không? Bởi bây giờ là con mắt bị bù lạch ăn. Trời ơi, mình nhìn mấy nhỏ người mẫu mà đẹp gì chợ, gì đâu mà xương đi nghiêu ngao. Chắc đem mấy con nhỏ này về chắc mà chắc đói chết chứ. Nghiêu ngao mà đúng không? Nên có người tu ít gì nó có da có thịt một chút, người ta nhìn mình tu vậy người ta cũng muốn tu theo mình đó quý vị. Nó nên ăn, ăn chay là được rồi, đừng có ăn chi kiệt quá biết không. Mà ăn kiệt quá đó là nó tập thành quen, sau này ăn lại bình thường ăn không được. Nhưng mà mình ăn bình thường được thì lâu lâu mình ăn kiêng vẫn được mới sao chứ. Nhưng mà ăn kiêng quen, ăn lại bình thường ăn được. Trời ơi, mình đi tạo ra cái phiền phức chi. Thí dụ như ăn không dầu, ăn không đường, ăn không bột ngọt, ăn dưỡng sinh, ăn thành quen, mai mốt bị ăn mấy cái thứ kia lại không được đó. Đi đến đâu cũng bắt tiện cho mình, vì người ta không lẽ người ta nấu riêng cho vị ăn. Thí dụ như làm khách, người ta nấu cho một buổi ăn được, chứ người ta đâu có nấu hoài cho vị ăn thì được. Nấu là nấu cho tập thể chứ đúng không? Nên những đức khuyên quý vị tu hành, cái người niệm Phật này á, là cái người phải sống bình thường. Còn nếu như cái người mà tu không có tâm giải thoát thì họ trọng thân này lắm. Họ trọng cái thân này, họ sợ bệnh, sợ đau, sợ đủ chuyện. Còn mình là người niệm Phật á, bệnh đau đến thì niệm Phật, không bệnh đau cũng niệm Phật, mỗi ngày đều niệm Phật, mập cũng niệm Phật, ốm cũng niệm Phật, què quặt cũng niệm Phật, nằm chỗ cũng niệm Phật, gần chết cũng niệm Phật, rồi giảng sanh. Nó thì thấy khỏe chưa? Ôi ơi, nên chùa của mình, những đức nói ăn được ngủ được là tiên, không nói dòng do, mệt quá. Nên tôi nói với vị tu giỏi tu dở gì không biết, mà vô chùa tôi tu một tuần mà lên ký là khen. Tu một tuần sau mà nói là con tu nhiều mà ốm là những đức nói đi về, không có cho vô đi nữa. Tu một tuần lễ nuôi ăn muốn chết luôn mà ốm nhơm muốn nhách nè, về giùm tôi đi. Các vị coi trong chùa mình mấy cô mình thấy không, 70, 80, 60 mấy. Trời ơi, mấy cô mình là số đo là thôi, số đo vô hạn. Không, ăn chay niệm Phật thôi chứ làm gì. Nó, ôi ơi, có nhiều cô mình mà mấy bả mà chạy như đức nói dừng lại liền, đừng nên chạy. Chạy kỳ quá. Nói thấy không, mà ăn chay đó quý vị. Nhưng mà mỗi ngày rất là vui, rất là vui. Vui là quan trọng nhất á quý vị. Trời ơi, vui là dưỡng tâm á. Giờ suy nghĩ đi, tất cả các môn dưỡng, có môn dưỡng nào bằng dưỡng tâm đâu. Quý vị biết thế giới cực lạc mà đẹp như là do dưỡng gì biết không? Dưỡng tâm đó. Dưỡng tâm nó mới đẹp gì đó. Nó nên một cái gia đình mà dưỡng tâm được á, gia đình này á, nhất định là vui vẻ mà hạnh phúc lắm, đặc biệt lắm. Dưỡng tâm là quan trọng nhất á. Chùa mình nhà đức chú trọng cái gì? Dưỡng tâm. Quý vị ăn hết gạo chùa nhà đức không nói, miễn ăn được là được rồi. Không nói gì chứ, quý vị ăn nhiều nhiêu nấu cũng được chứ nha. Nhưng mà nói bỏ cơm bỏ nước, không ngủ nghe gì đức nói đi ra chỗ khác bệnh hoạn, không có chịu. Nên thà tu ít một chút nhưng mà ăn được ngủ được vui vẻ,
Những đức chịu vậy đó, tôi tính kỳ vậy đó, lạ lắm. Nên có nhiều người nói tu giỏi gì mà ăn được ngủ được, tới sao ăn không được ngủ không được đi rồi thấy nó phiền phức à. Phải sân si là ăn không được ngủ được không? Ăn không được ngủ không được là nó phiền não liền. Thử một đêm không ngủ đi, một đêm mà ngủ không được đi, sáng mai phải cái mặt sao? Nếu mà những đức nguyên một đêm một tối mà ngủ không được, mà chiều hôm qua mà không ăn được mà tối ngủ không được nữa, sáng nay lên chia sẻ Phật pháp cho quý vị là gì nè? Chịu nổi không? Hôm qua buổi chiều ăn ngon, hồi tối ngủ giấc ngon lành, sáng cũng tu được nữa, cạo đầu bóng ra thấy chưa? Còn nếu mà ăn không được ngủ không được, cạo đầu cũng không muốn cạo nữa, mặt mày thấy ghê, gâu ghê mọng lum mặt. Kinh hỏi chào thầy, chào gì mệt quá, chào thầy, đi ra chỗ khác không có chào gì nữa nghe. Nó sân si trong lòng này sẵn nè, trong tâm này sân si sẵn nè, nó phải không? Đây là cái điều chia sẻ rất gần gũi quý vị, rất gần gũi và đơn giản, tu không có khó đâu, đừng có tạo thêm cái phiền phức cho mình quý vị đó. Nên ở trong đạo thời gian lâu kinh nghiệm, nó làm sao mà người ta sống được mình sống được à. Nó con người như vậy mới đặc biệt, mới hay đó quý vị. Nó nên nhớ nè, con người chúng ta sống ở cõi đời này quý vị, kiểm qua cái hành động của mình là quý vị sẽ biết quý vị sống sao liền. Những đứa thấy, những đứa coi phim mà những đứa cũng thấy ra được. Thí dụ như bây giờ có một ông quan này, ông làm quan 3 năm ở một cái vùng đó. Ông làm quan, ông được dân dân đó thương yêu ông vô cùng. Khi đến lúc ông bị điều đi chỗ khác hoặc là bị cắt chức, mà khi ông bước ra ngoài đường mà nhân dân ai cũng đứng đợi ông và quỳ xuống để mà đưa tiễn ông, hoặc đứng mà đưa tiễn ông, nhân dân người khóc lóc, người thì thương yêu ông, là mình biết ông quan này làm quan tốt, hiểu không? Còn khi ông quan này mà rớt chức hoặc là không còn làm quan nữa, mà người ta cầm cuốc cầm sản đến chuẩn bị xốp ông á, hoặc là ông trốn trong nhà đóng cửa không dám ra đường, là bị biết ông quan này sao đó. Cái hành động này là tự lương tâm mình sẽ biết liền mình là người sống sao liền, đúng không? Còn thí dụ như quý vị sống ở trong một cái đoàn thể đi, mà khi quý vị ra khỏi đoàn thể mà người nhiều người nếu thương yêu giúp đỡ quý vị, thì quý vị biết là cái hành động vì sống có tệ trong đội ngũ đó. Còn nếu khi quý vị ra đi mà không ai quan tâm đến quý vị chứ, là quý vị biết rồi đó, chỉnh lại đi, hành động sống này sai. Rồi cái nhân địa này làm người, muốn làm Phật, làm Bồ Tát thì phải làm sao? Là nhân địa này mình sống con người sao chứ, nó thương yêu chúng sanh là cúng dường chư Phật mà. Nên từ nơi đó hòa thượng thương yêu chúng sanh là cúng dường chư Phật mà. Sống mà không thuận với ai hết trơn á, tu giảng sanh gì trời. Cái hành động của người niệm Phật A là vô di đà, là lượng Phật là giác. Niệm cái vô lượng giác này là niệm ra được cái tâm nó gần gũi với tất cả nhân sinh con người. Nó thí dụ như bây giờ có một chú nào ở đây học Phật đi, chú tin nhân quả đi, mình lỡ lấy một người vợ, vợ của mình nó hẹp hòi ích kỷ quá, tính tình của nó giữ cái lập trường của nó hẹp hòi ích kỷ. Có mà mình gặp vậy đó, trong lòng cũng đau lòng lắm. Lúc trước chưa tu mình khổ tâm lắm, vì bây giờ nói ra thì vợ chồng cứ là đụng độ hoài, mà bây giờ bỏ nó thì mình thấy giữa mình với nó chưa có bỏ được, còn cái nghiệp duyên gì chưa bỏ được, mà sống thì khổ tâm quá. Bây giờ học Phật rồi, nó cởi mở chỗ đó ra, nó cởi mở chỗ đó ra rồi á, là mình chấp nhận mình chịu thiệt chút đối với vợ mình cũng được nữa, chịu thiệt. Nhưng mà trong nội tâm của mình nó không có hèn nhát mà vì sắc đẹp của em mà anh chịu lép vế, hiểu không? Nó không phải lý do đó, mà là lý do muốn giữ hạnh phúc gia đình mà chờ cơ hội để giúp em. Từ cái tâm chân thật của mình sống hòa được với em, luôn luôn hòa được với em, nhưng phía sau đó là mình có một cái khéo léo vô cùng đối với những người mà vợ mình mà làm Phật lòng người ta. Cứ sống đúng như vậy, nhiệt tình từ từ. Rồi cái tâm của mình biết niệm Phật, biết tu hành nữa, nó từ từ nó chuyển hóa người vợ luôn. Được đó quý vị, được đó. Tại vì nợ nàng trả chưa có hết, nên mình dứt đi thì mình sẽ gặp cái việc khác nó còn khó khăn hơn nữa, hiểu không? Nó có nghĩa là như vậy được đó quý vị, rất được á. Nên những đức mà áp dụng cuộc sống ở trong chùa nè, tất cả những con người những đức cùng sống, mỗi người sao những đức có thể sống gần đường gì tương đối,
chung. Nhưng mà cái tính nhận đức là cái tính hoạt bát quý vị. Nếu nói về cái tính nhận đức là hoạt bát nè, thích kết giao bạn bè nè, vui vẻ nè, sống thoải mái nè, không có buồn giận ai, thích để trong tâm. Đó, đó là cái cá tính nhận đức là như vậy đó. Còn gần bạn bè mà ít nói nè, rồi cái gì miệng mồm cứ ngậm lại không chịu nói ra nè, ăn không dám ăn nè, rồi nói không dám nói nè, như đứa không thích. Nhưng mà chơi chung thì vẫn là chơi chung bình thường, nhưng mà không có thích chơi chung với những người vậy, nhưng mà vẫn chơi chung được luôn, không có gì hết chưa, không có trở ngại gì hết. Họ không nói thì thôi mình cũng không nói, nhưng mà trong lòng nếu cho tôi chọn lựa thì tôi thích cái người mà có thể cởi mở, gặp nhau vui vẻ, cái gì càng nói thích, nói thẳng đi, đừng có úp mở mở đó. Những đức là người vậy đó. Nên như vậy mà học Phật rồi nó không có giữ cái lập trường chuẩn như vậy, mà bỏ đá đi những cái người mà người ta không nói chuyện. Những đức vẫn chơi chung với những người không nói chuyện được luôn. Nên vì học Phật làm sao mà học ra vậy đó, đừng có nghĩ mình thôi mà bắt ép người ta phải giống mình. Có những người người ta bị cái nghiệp chướng của chính người ta nó câu thúc vậy thôi à, nên mình cũng thông cảm, thấy không, cái tâm mình thông cảm đi, thì tức khắc quý vị sống chung từ từ quý vị sẽ chuyển hóa được họ từ từ. Vì con người mà nó vẫn có cái góc độ nhìn, nó thấy quý vị vui quá, nó thấy quý vị tốt quá, nó thấy dễ thương quá, gần từ từ nó ảnh hưởng quý vị. Từ khi là nó không muốn gần nữa là hết duyên, không muốn gần nữa và không muốn học thì thôi chịu thua, không muốn gần không muốn học thì chịu thua. Còn nếu như mà vợ chồng mà người ta thương yêu mình, từ từ là người mình sẽ chuyển được người ta. Từ khi là người này không muốn học, không thương mình luôn, không ở muốn ở bên mình nữa, vậy thì chấp nhận cái nghiệp chướng này phải xa nhau thôi, không có gì luyến tiếc nữa chứ. Nó cái đó là cái thuận duyên sống trong cái cõi đời này đó quý vị. Đặc biệt lắm á. Thí dụ như hồi sáng những đức ngồi, những đức ăn cơm đi, những đức nhìn có một đứa bé, trong cảm giác là cái tần số nó phóng lên á, giống như đứa bé này những đức chưa có hỏi mẹ nó, mà những đứa cảm giác rằng đứa bé này hình như là cái tính tình đứa bé này là nó mỗi lần nó ăn uống là nó ít ăn. Bà làm nư với mẹ nè, nó muốn mẹ phải khuyên nó ăn. Có những đứa bé nó ngộ lắm nghe, nó muốn mẹ phải kêu nó ăn đi, phải năn nỉ nó ăn đi, nó phải giống như là phải làm sao mà phải, nó muốn ăn nhưng mà nó muốn mẹ nó đó, nó thương mẹ nó muốn mẹ nó phải nói là một tiếng là con ăn đi con ăn đi nghe, ăn đi nghe, ăn đi nghe, năn nỉ thì mới chịu ăn. Còn nếu như mà có khi lên không chịu ăn đâu, mà nó biết là thức ăn này mẹ sẽ để cho mình ăn, chứ không phải mẹ không cho mình ăn đâu, nên nó làm nư luôn vậy đó, thành bệnh đó quý vị. Tự nhiên đức nhìn qua thấy đứa nhỏ, như đức cảm giác là đứa nhỏ này nói như vậy đó, thì tự nhiên trong lòng như đức nhìn ra, như đức nói ồ, nếu như mà cái người học Phật mình mà gặp đứa con vậy đó quý vị, thì cái cách trị bệnh là sao? Là chúng ta không cần nói đến, không cần nói đến nó, mà chúng ta hãy ăn tự nhiên và ăn ngon, ăn luôn cái thức ăn mà chừa cho nó, quất luôn cái tô cơm của nó luôn. Xong bình thường mình nói ô nay ăn ngon quá, bữa nay ăn ngon quá, bắt đầu là nó khóc lóc này kia, nó thôi con đừng khóc, tại mẹ ăn ngon thì mẹ ăn hết trơn à, mai mốt ai ăn được thì ăn, còn ai ăn được thì thôi. Rồi bắt đầu là nó đói khát một lần hai lần sau, quý vị khỏi cần nói một tiếng gì chứ, nó vô là nó tự lo ăn, nó trị được cái bệnh đó, thấy chưa. Nó còn thí dụ như một đứa con nít, nó đòi đồ đòi đạc cái này kia, nó khóc lóc nó la lối sùm, mà mình phải cho đồ, đây là bệnh đó nghe, phải trị cái bệnh này mới được. Bằng cách nào? Biết vào cái nhược điểm của nó là điểm nào. Con nít thì sợ bóng tối đúng không? Sợ bóng tối, sợ nhốt trong phòng, đúng không? Những điểm này nhốt luôn trong phòng. Thì đứa con nít này còn nhỏ, có nhiều đứa nhỏ xíu thôi mà nó đã có cái tật gì đó. Rồi lì gì đúng không? Đem lại cái phòng tối, tắt đèn, bỏ vô phòng tối đó, đóng cửa lại, nhốt cho khóc. Khóc nó la đến mức cực điểm luôn. Rồi cho mày khóc mày la luôn, la một lần khóc một lần, không có chết đâu đừng có sợ. Lỡ có chết đó là nghiệp, chứ đừng có đòi hỏi như đức nha. Nhớ cái nào nói trước á, không bao giờ chết, chắc chắn.
Không có ai khóc mà chết bao giờ chứ. Nhất là con nít, nó biết lượng sức nó không dạy gì nó chết đâu. Chứ vị biết á. Rồi chỉ cần một hai lần làm như vậy thôi, xong rồi. Quý vị coi nè, khi mà nó khóc đến mức cực điểm, nó mệt rồi nó sẽ không khóc nữa. Bắt đầu nó ngồi nó hít. Rồi quý vị cứ mặc kệ, để y thinh vậy đó. Y thinh luôn. Xong một chút thì mở cửa ra. Xong lúc đó bắt đầu nó thêm một keo nữa là nó làm nư nè. Nó ngồi đâu đầu nè, nó hít nè, nó hít để quý vị lỡ quý vị dỗ. Nếu quý vị mà đến dỗ là bị thất bại liền, không nói chừng. Tại vì nó còn một chiêu cuối cùng của nó là nó làm cho gọi là nhiễu người ra, để cho quý vị cảm động, để mà quý vị đến quý vị dỗ dành. Dỗ dành là bị trúng kế nó rồi. Có nghĩa là mở cửa ra xong cầm theo một cái cây nữa. À, mở cửa ra mà còn cầm thêm một cái cây nữa là nó nói kiểu này dọ không được rồi. Cái màn này dọ không được rồi. Nó nhưng mà nó còn thử một hay keo thử coi quý vị có động lòng hay không á. Thì quý vị nói là con là người có lỗi, con sai. Bây giờ con nằm cúi xuống quất con thêm một cây nữa. Nó quý vị mà làm được như vậy đi, đúng một hai lần thôi, đứa bé này bị nói sao nghe gì. Xong tự nó sẽ lết lại bên cạnh quý vị, nó sẽ bò vào lòng quý vị. Lúc đó quý vị không có nựng nịu gì hết, giữ chính mình ổn định. Nó bò lại bắt đầu là có đứa nít mà, bắt đầu là nó dựa dẫm vào quý vị, nịnh hót quý vị ngược lại. Quý vị nói con có đường gì nghe không, mẹ thương là thương con, nhưng mẹ chừng trị con là chừng trị con đó. Con nhớ đó, con từ hôm nay mà như vậy nữa là mẹ bỏ rơi con, không bao giờ thương con nữa đâu. Biệt tích luôn, không bao giờ đứa bé này mà nhõng nhẽo cái gì nữa chứ quý vị. Thử đi rồi sẽ biết. Trời ơi, con nít nó đâu có đơn giản. Đừng có nói nó không biết. Nó biết lặt kèo lắm đó, cho quý vị biết. Thấy thương quá lặt kèo mình á. Không. Nó nên có những cái nghe, nói nhiều mà không giải quyết được. Nghĩ nói người ta lại sợ. Thí dụ như ông chồng đi sớm về muộn hoài đi. Quý vị ở nhà cứ ghen hoài là quý vị bỏ mạng. Ghen hoài thì giếng nó tiều tị. Có ai nói ghen mà đẹp không? Ghen quá thì ăn không ngon ngủ không yên đúng không? Ở đây có cô nào ghen mà ăn không ngon ngủ không yên không? Mấy bà chắc là đây là nghề quá. Nó ghen là ăn không ngon ngủ không yên đúng không? Ăn không ngon ngủ không yên thì mình sẽ tự ốm và xấu đi thôi à. Thấy không? Mà mình ốm và xấu đi thì tức khắc chồng của mình nó nhìn mình, nó nói bà xấu quá, ai mà ngó tới bà đâu, bỏ đại ở nhà cũng không năng nào lụm bà nữa. Cái kèo nó hước qua mình liền. Cái tâm của người nó không thiện, tức khắc bắt cằn và thấy mình quá thương người đàn ông nó leo. Đàn bà cũng vậy, quá thương đàn bà cũng leo luôn. Nhưng mà cái thương của mình phải chừng mực và có dạy thì nó đúng đắn lắm quý vị. Nghĩa là đi sớm về muộn, nói nhiều lần mà không nghe, không nói nữa. Ở nhà làm tròn trách nhiệm gia đình cho đàng hoàng, rồi ăn ngon ngủ yên cho sắc diện nó đẹp. Bắt đầu nó đi vòng vòng, nó về nó thấy trời trời sao vợ càng ngày càng đẹp. Nói tôi nói cho ông biết nha, tôi mà bước ra ngoài một cái là bao nhiêu thằng nó vượt theo tôi. Cho ông biết á, giờ tôi ăn chay nè, ông nghĩ đi nè, tôi ăn chay nè, người tôi sạch sẽ nè. Nó ông thấy tôi trắng trẻo sạch sẽ, ông thấy không? Nó ông lạng hoạng á nghe, coi chừng ông mắc tôi á. Chứ ông biết á. Không, cái tâm nói chuyện vui vui vậy đó, nhưng mà người chồng nó ngán, sợ. Giờ bả không còn nói gì nữa chứ, chắc là bả bớt thương mình sao rồi, đúng không? Đầu tự nhiên quay lại. Bắt đầu dùng cách này cách kia để nài nỉ, để lấy lòng, thấy không? Nó ngộ lắm trời. Còn cái kiểu mà cứ dè dặt, cứ nói này nói kia, nói hoài nghe, là trong lòng bả thương mình quá, nên làm nư luôn, giống đứa nít kia vậy đó. Thương quá làm nư luôn, thấy không? Bệnh đó. Nên đúng ra vợ chồng sống với nhau á là tôn trọng, chứ không phải dùng kèo gì để đến nhau chứ, hiểu không? Là tôn trọng, là chân thật, là nhiệt tình. Vậy thì là tốt. Chứ đừng có cái kèo gì, nhưng mà đối với một số chúng sanh á, thì mình cũng phải có một cái trí tuệ gì để mà mình đến với họ một chút. Tại vì con người này tính tình nó khác quá. Chân thành thì đến với chân thành, còn nếu không chân thành mình cũng phải có một khả năng gì đó phát huy một chút, hiểu không? Đó là trong trí tuệ Phật Pháp dạy mình đó quý vị. Chứ đâu phải là học Phật mà nó khô cứng đâu. Thí dụ như bây giờ con người chúng ta cắt là một cái nhà, chúng ta nói cái nhà này là làm nhà kho.
mà tự nhiên bây giờ cái kho nó không có cái gì chứa hết trơn á. Thì chúng ta thấy cái nhà này ở được, chúng ta chuyển qua nhà ở. Rồi cái nhà này ở xong rồi á, thấy á, người ở không có bao nhiêu, mà bây giờ đồ ăn nhiều quá, chuyển ra nhà kho. Còn nếu như mà bây giờ nhà kho không có sử dụng được, mà sử dụng nhà để xe, chuyển qua nhà để xe. Nhà để xe được rồi mà bây giờ cần cái nhà này dạy lớp học, mà bây giờ không có chỗ dạy lớp học thì chuyển qua nhà dạy lớp học. Trong Phật pháp là vậy đó, nó có thể chuyển hóa được chứ không phải là cố định. Nhà này là nhà kho, không xài gì hết, nhà kho, không xài gì hết, nhà kho. Vậy là quý vị định pháp là quý vị chết chắc rồi đó, thất bại rồi, thấy không? Ví dụ như giờ chiếc xe này là chiếc xe chở người, nhưng mà một ngày nào cái xe này cần chở hàng thì cũng phải chở hàng chứ. Tại vì sao? Nó phải sử dụng đa dạng đặc biệt được chứ, thấy không? Nó Phật pháp là nó đa dạng phong phú, nó không có định pháp chết cái điểm nào chứ, thấy không? Vậy thì tuyệt vời vô cùng. Những đức thấy rằng là có những người học Phật họ chết cứng vô cùng. Nhà này là nhà tăng ở, bao nhiêu người cư sĩ đó không có chỗ ở, tăng ở không có cho cư sĩ ở, tầm bậy ở trời. Tăng cũng là con người, cư sĩ cũng là con người, không có tăng ở thì cho cư sĩ ở, điều là để phục vụ mà. Còn cái này tăng ở, cư sĩ không được ở. Hỏi vì sao cư sĩ không được ở? Cư sĩ ở tội lắm, tàu lao, làm gì tội, làm gì tội quý vị. Thí dụ như người xưa người ta, một vị này có đức hạnh, cái giường của người này á, một con người mà không có tâm cung kính không có được leo lên ngồi. Nếu mà leo lên ngồi bậy bạ là cái đức hạnh người đó lớn lao, không phải là làm mình bệnh đau, mà là người này tu hành quá giỏi nên có thần hộ pháp hộ trì. Nên khi một con người không có đức hạnh, không có tâm cung kính mà tùy tiện nhảy lên cái giường đó ngồi bậy bạ thì thần hộ pháp quở trách mà sanh ra bệnh đau, hoặc là người ta đưa mình xuống dưới đất nằm ở dưới. Cái đó là người xưa, hiểu không? Còn nếu như cái giường đó của bậc cao tăng mà người này đang bệnh đau, nếu nằm ở dưới đất là bệnh chết, mà đưa người này nằm lên trên giường, mà nếu thần hộ pháp mà đi đưa người bệnh này xuống dưới đất để cho chết, vậy còn gì thật là thần hộ pháp? Quý vị thấy Phật pháp phương tiện hay không? Cái cần dùng là phải lên dùng, chứ làm gì cái gì, làm gì cái giường này là giường của cao tăng mà không được nằm. Làm gì không được nằm? Không được nằm là bỏ cái giường này. Giống như Phật pháp nó hay là gì, đem đến đâu cũng hay. Còn nếu Phật pháp hay mà chỉ có nước Ấn Độ mới dùng được, vậy Phật pháp này còn gì nữa là mở rộng hả quý vị? Hiểu không? Trời ơi, học Phật nó không có thông cái tâm, nên cái gì nó cũng chấp cứng á nha, cái gì cũng không được nha. Nhân đức nói Phật pháp cái gì cũng được hết trơn, sao cũng được hết trơn. Được với cái tâm quý vị muốn làm sao thì cái đó là quý vị được đấy. Còn khi quý vị thấy cái đó không được thì tự quý vị chỉnh ra đi, đúng không? Quý vị chửi người được không? Được, chửi đi. Còn quý vị thấy chửi người mà nó không có gì đẹp chứ thì nghỉ chửi. Được với cái lúc mình muốn chửi, là nghiệp duyên giữa mình với người đó đến lúc nó phải cùng tần số để chửi thì phải chửi. Chửi xong rồi mình thấy chửi không hay ho gì, thôi từ hôm nay không chửi nữa, đúng không? Nên cái gì cũng được, được với cái tâm mình muốn như vậy là được. Còn khi mình thấy nó không được thì mình không làm thì là tốt, 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 đó, điều tốt hết. Ngồi gì thẳng chân ngay mặt như đức tội. Tội gì à? Tội bất kính. Tự ông hỏi lương tâm của ông bất kính cái gì? Đau chân muốn chết luôn, ông mà không cho tôi thẳng chân ra tôi xỉu tại chỗ này liền á. Cái này tôi mới bất kính nè. Ví dụ như con nghe thầy giảng, con đau chân đến mức cực điểm mà nó tê đến mức mà giờ con không thẳng ra là con xỉu thầy. Thầy ơi con thẳng ra thì con bất kính. Xỉu. Thì người ta nói ông thầy ác độc, bắt người ta ngồi mà đến mức mà xỉu luôn, ông là thứ ác. Cái này mới tội nè. Tội là ông ác quá, thấy không? Còn cái người kia người ta đau chân vì thân tứ đại là đau, thẳng chân ra để đỡ đau, để ngồi thoải mái nghe pháp. Ngồi thoải mái mà nghe pháp, lắng nghe là cung kính. Ngồi đau chân mà nghĩ cái chân đau không mới là không cung kính đó. Vì tôi nói pháp là để cho quý vị nghe,
nhưng quý vị lo đau chân không à, quý vị không nghe, đó là không cung kính. Còn con thẳng chân ra để thoải mái mà con nghe, đó là cung kính. Đúng không? Đúng không quý vị? Trời ơi, đúng đúng là con người mà học Phật mà không mở cái tâm là cái gì cũng không được chứ. Đi đến chùa ăn có tội. Chùa này mà không nấu cho ăn mà mình đi dành ăn là có tội. Thì sao chùa này không có nấu cho ăn? Không có ai nấu cho quý vị ăn hết trơn mà quý vị vô quý vị đòi ăn. Rồi quý vị lấy gạo quý vị tự nấu quý vị ăn là quý vị có tội. Vì chùa này quy trình của người ta là không nấu ăn cho quý vị ăn mà. Không có gì để nấu cho ăn. Hiểu không? Còn chùa này người ta nấu cho mình ăn, người ta muốn mình ăn. Mình không ăn là mình có tội. Đúng không? Vì lý đúng quý vị. Còn người ta không cho mình ăn thì mình đừng có ăn. Trời ơi, Phật Pháp mà nó thông vô cùng luôn. Có nghĩa là cái nơi người ta không cho mình ăn thì đừng có ăn. Tại người ta đã không cho mình ăn là người ta không có. Mà bây giờ mình muốn ăn là mình muốn giành đồ ăn của người ta là mình có tội. Còn cái nơi người ta có ăn, người ta muốn chia sẻ, người ta muốn tu duyên tu phước với quý vị, mà quý vị không tiếp nhận là quý vị có tội. Tội là ngay cái chỗ quý vị. Người ta muốn quý vị ăn mà quý vị không ăn. Thấy chưa? Bây giờ mấy cô dưới nấu cực đổ mồ hôi. Nó có khi chạy tay chạy chân, phỏng tay phỏng chân. Bây giờ nấu xong rồi, quý vị nói ăn cơm chùa tội, ai cũng đi về hết trơn. Mấy cô nói mấy con mẹ này thấy ghét ghê luôn. Tao nấu cực cũng chết luôn mà nó không ăn giùm tao chút nào hết trơn. Mà quý vị ăn mà bỏ mứa, người ta cũng buồn nữa. Ăn phải ăn cho nhiều, có cho hết. Ăn xong rồi xách về thêm nữa đi cũng được nữa. Tại người ta muốn vậy mà. Thì quý vị càng tùy hỷ chừng nào thì càng có phước này. Nhưng mà nhớ chỉ cần có cái tâm đừng tham thôi. Đừng có tâm tham, nghe chưa? Nó thí dụ như thấy đồ ăn nhiều quá, nó cô, tôi thấy ở xóm nhà tôi có mấy cái người nghèo quá, nghèo cô ơi. Cô cho tôi thêm mấy miếng nữa để tôi đem về cho nó được không cô? Nếu cô cho tôi lấy nha, còn cô không cho thôi. Thì tôi lấy một phần của tôi thôi, tùy cô nghe. Thì cái cô kia cô nói, được cô, cầm đi, cầm cho người ta dùm đi. Thầy chịu mà, cầm đi. Tôi nói, à tùy hỷ ha, ai về đào vợ. Nó được rồi, đúng không? Xong thẳng luôn. Chứ mình đừng có mà trong cái lúc người ta cho đồ, tự nhiên mình nói, cho thêm miếng nữa đi. Cho miếng nó đi mà, cho miếng đi. Đây là không được nghe. Cái tâm này không được á. Khi người ta cho đồ mình nhận được cái phần của mình là được rồi. Không có nói vòng vo nữa. Mình nhận được là được rồi, không nói nữa. Khi mình thấy người ta cho hết trơn hoàn toàn luôn mà thấy dư, mình để mình nói, thầy, con định xin cái này mà con ngại quá. Thì thấy nó ăn tình nữa. Thì cô nói đại đi, nhà con còn chồng mà tội nghiệp ảnh không có đi chùa được. Con thấy cái món đồ này con thích quá, con định xin thầy con cho chồng con mà không biết được không thầy. Thế được thì được, không được thì thôi nghe. Thầy đừng có trách con nghe thầy. Trời ơi, câu đó nó dễ thương gì đâu á trời. Hiểu không? Câu gì nó quá dễ thương luôn quý vị. Nó quá khéo luôn, hiểu không? Nó rất chân thành mà nó rất khéo luôn. Tại sao không nói vậy? Đó, nên những đức mà quen với quý Phật tử mà cái gì quý vị cũng nói tội tội là những đức nói quý vị tu dở quá, bậy quá. Mình là người nghe đạo mà tối ngày cứ bị dư luận đè dẹp mình không, là bậy quá, ngu quá. Thấy không? Mình đừng có bị dư luận đè dẹp mình hãy biết mình đi. Thấy không? Dư luận là một cái tấm gương đục hay là sáng thì quý vị phải nhận thức được. Thí dụ như dư luận nó nói sai mình thì nó cũng giúp cho mình để có góc độ để mà mình cảnh giác, thấy không? Còn nếu dư luận mà nói đúng thì mình thấy cái điều này không phải rồi thì mình phải sửa đổi. Còn nếu dư luận mà nó nói mình, mà nó nói oan ức mình thì giúp cho mình có cái khả năng để mà mình dừng lại, mình không làm nữa. Hiểu không? Để cho mình biết đứng lại, mình không có phạm. Họ ngăn ngừa giùm mình mà. Vậy thì mới đúng là mình có trí tuệ để giải quyết vấn đề của dư luận. Còn nếu như cái gì mà trong nội tâm mình cũng lo, nào là sợ tổn danh mình nè, sợ tổn phước mình nè, sợ tổn gia đình mình nè, rồi sợ tổn danh giá của mình nè, cái gì cũng sợ gì, thì quý vị là người sống bị dư luận đè dẹp luôn, khổ lắm, nặng lắm, hiểu không? Cũng như những đức đố mà ai mà nói được những đức cái gì đó, không nói được cái gì những đức luôn. Vì sao? Xấu tôi cũng nói tôi xấu rồi, xấu đến mức cực điểm rồi. Hư tôi cũng nói tôi hư, hư đến mức cực điểm rồi. Tôi nói tôi là phạm tăng, tôi nói tôi hết trơn rồi. Rồi tôi gần phụ nữ, tôi gặp phụ nữ tôi thích nè, tôi mê phụ nữ nè,
Tôi nói hết rồi. Vậy thì nói gì nữa? Khỏi nói nữa, tôi nói hết trơn rồi còn gì nữa. Nói trước luôn. Vậy thì muốn nói gì nói. Tôi vẫn là tôi. Đúng không? Còn quý vị, nếu như luôn luôn bo bo mình là người đặc biệt, mình là người tuyệt vời, mình là người như vậy, người ta chỉ cần dè muốn phạm là quý vị tức khắc là quý vị dùng mọi cách để đỡ ra liền. Thấy không? Còn tôi nói rồi, tôi gì hết trơn rồi. Muốn nói gì nói đi. Trước nhất nó cũng thông cái tâm của mình, là thông cái ngã, hiểu không? Thông cái ngã của mình trước. Nói trước để thông cái ngã của mình trước đi. Cái ngã mạn kiêu ngạo á, thông trước. Để khi sự cố đến với mình không có tâm buồn trách. Đó là giải quyết trước vấn đề quý vị. Còn mình tu thì tự nhiên ta sẽ biết à. Mình tu mình an lạc, mình vui thì sao? Con người ta biết hết trơn á. Rồi Phật tử người ta khôn lắm. Quý thầy, quý sư cô tu làm sao người ta biết hết trơn, khỏi cần nói vòng vo, quý vị có nói quý vị xấu cỡ nào cũng được. Chỉ cần quý vị tu được là người ta nói quý vị tu được à. Thấy không? Nó còn cái cõi đời này á, nói về danh lợi không quan trọng nói vậy à. Những đức coi phim bao công á, những đức thấy trời ơi, con người ta chết toàn bộ vì danh lợi không à. Mà con người ưa có cái bệnh này nghe quý vị, cảnh tỉnh nè. Nghèo mà giàu lại là ghê lắm á. Con người ta ưa có cái tật là, tôi nhớ ngày xưa tôi nghèo tôi khổ á, miếng cơm khó kiếm được, gặp người ta ăn sơn hào mỹ vị tôi ao ước gì tôi được như vậy. Bây giờ tôi được giàu rồi, không thể nào để cho người ta lấy lại được. Chết chắc rồi. Cái bệnh này là chết chắc rồi. Nhớ nè, con người mà học đạo nghèo cùng cực đi chăng nữa, dù là một mâm đồ ăn đơn giản sơ sài vô cùng, nhưng không bao giờ nhìn cái chuyện cái mâm đồ ăn của người khác. Tôi cảm thấy vừa lòng với mâm đồ ăn của tôi. Tôi không bao giờ ao ước cái mâm đồ ăn của người khác. Tôi ở được một căn nhà nhỏ, tôi cảm thấy tôi bổ túc căn nhà nhỏ của tôi. Tôi không bao giờ nhìn căn biệt thự của người khác. Nhưng một ngày nào nếu tôi có căn biệt thự, tôi sẽ không bao giờ nặng nề với căn biệt thự, mà tôi muốn chấp dứt căn biệt thự này để tồn tại mãi mãi của tôi. Nếu quý vị mà có khả năng đó thì nghèo mà chuyển thành giàu, quý vị sẽ không có thay đổi tính tình. Còn nếu như quý vị mà có cái tâm nhìn cao, mà từ nghèo mà nhìn cao, khi quý vị mà được giàu, tức khắc tính tình thay đổi hoàn toàn hết. Mà đã là tính tình thay đổi rồi thì quả báo nghiệp chướng sẽ đến, quý vị sẽ không tồn tại bao lâu đâu. Nên những đức coi phim bao công á, những đức thấy những người mà chấp danh lợi đều là bị xử giảm chết chứ. Như cái câu chuyện của phim bao công mà phò mã thấy Mỹ vậy đó, chẳng thấy Mỹ á đó. Thấy không? Trời ơi, vợ ở nhà nghèo nàn, lo cho đi học, vợ lo hết chuyện gia đình luôn, hiếu thảo với cha mẹ chồng cực kỳ luôn. Ông đi học là vợ cứ lo cho ông đi học hoàn toàn, không để cho ông bận tâm lo học không. Ông hứa hẹn với vợ, anh khi mà vinh quy bái tổ nhất định đầu tiên là về rước cha mẹ và em và hai đứa con để hưởng vinh hoa phú quý. Ông hứa rồi, cực kỳ hứa luôn. Khi ông mà ông thi ông đổ trạng nguyên quý vị, bắt đầu là được nhà vua gả công chúa, ông cưới công chúa liền. Khi cưới công chúa xong không về nhà thăm cha mẹ luôn, bỏ quê hương bỏ cha mẹ luôn. Ông nghĩ rằng ông được bây giờ được làm phò mã rồi, ông phải giữ cái vai trò phò mã của ông. Cuối cùng người vợ ở phương xa ngàn dặm dẫn thêm hai đứa con và cha mẹ già chết hết, đeo phía sau lưng là một cái như cái bàn thờ đi. Nó rồi dẫn hai đứa con mà ngàn dặm đi tìm chồng, tìm đến gặp Trần Thế Mỹ. Thì Trần Thế Mỹ vừa gặp vợ và hai đứa con không nhận, cô này là cô điên, thấy giàu sang bắt hoàng làm họ, chửi vợ luôn. Hai đứa con chạy lại ôm cha, hai đứa con này điên đuổi. Rồi xong hai cái đó là giải quyết phủ phàng rồi đúng không? Đưa lên bàn thờ, cha mẹ đã chết rồi nè, lấy cái tay xô bàn thờ bể luôn. Kinh khủng không quý vị? Một con người có học thức nhiều đó mà sống mà phủ phàng như vậy đó. Rồi cuối cùng mướn sát thủ giết vợ luôn, giết con luôn, để muốn giữ lại cái vai trò mình là phò mã.
Như vậy thấy kinh hồn không? Nên khi coi bộ phim cũng thấy là Phật pháp nữa. Con người chết vì cái gì? Vì danh lợi. Chứ đúng ra làm quan chung thủy với vợ mà ông Bao Công muốn kêu nghe. Bây giờ cho ông cơ hội, bây giờ nếu giết Trần Thế Mỹ thì công chúa sẽ mắc phò mã. Bây giờ chỉ cần Trần Thế Mỹ này chấp nhận chịu người đàn bà kia, người đàn bà vợ ruột của mình thôi, chịu thôi là được rồi. Vậy mà quyết định không chịu là không chịu. Cuối cùng vì cái tâm tham chấp nặng nề đó mà cuối cùng phải bỏ mạng chết. Nên con người chết là điều do danh lợi mà ra đó quý vị. Nên cả người tu của chúng ta quý vị phải biết răn nhắc mình đó. Những đứa cứ răn nhắc mình hoài, răn nhắc mình chứ không phải là nói mình không cần, không phải. Của người ta để lại cho mình mà làm gì mình có tiếng, không cần. Nhưng mà mình răn nhắc mình để cảnh tỉnh mình quý vị. Vì coi cái danh nè, hiện tại đang những đức đang có nè, chùa cao Phật lớn, đồ chúng đông, có tiền, có danh, có điều kiện đầy đủ quý vị coi. Từ là một kẻ nghèo mạt riệp, phải nói là nghèo mạt riệp đó, thiếu học hành, xấu xí, nói chuyện thô thiện, ăn nhậu, hư hỏng, đủ thứ chuyện sai, lừa gạt, lừa dối, bộ mặt giả tạm. Trời ơi, cái thứ hư gì những đứa cũng có mà nghèo. Vậy mà bây giờ chỉ có học Phật thôi, có tiền, có danh, có địa vị xã hội, nhiều người tôn trọng. Quý vị nghĩ con người này có thể dễ đổi tính không quý vị? Nhưng Đức nói dễ đổi tính lắm chứ không giỡn đâu. Cái mặt này nghinh lên liền đó, cái mỏ chu ra liền á, đi á. Đi mà cái mỏ đưa phía trước. Trời ơi, thế ghê lắm quý vị ơi. Bởi vậy những Đức biết cái danh cái lợi nó ghê lắm, nên phải cảnh tỉnh mình hoài. Đừng đánh mất chính mình. Trời ơi, mình đâu có được cái gì đâu. Nhờ mình học Phật mà mình mới được ngày hôm nay là ơn của Phật mà. Ơn của Phật mà tại sao mình lại quên ơn Phật? Mình nghĩ mình giỏi. Không có giỏi gì đâu quý vị ơi. Nhờ niệm Phật mười mấy năm nay đó. Và nhờ cái pháp niệm Phật mà khuyên người ta niệm Phật mà mới được gì nè. Nếu không á, trời ơi, ghê lắm. Chứ không có giỡn đâu. Nên á, những đức nói rằng những đức găn nhắc mình tập làm sao cái cách sống của mình đừng có quá đáng. Thôi quý vị biết rằng nhiều người tu mình không có tiền sống quá đáng lắm quý vị ơi. Sống quá đáng lắm á. Có một vị Phật tử mà nói có một ông thầy đó nghe. Cái chỗ ngủ của ông á, cái phòng ngủ của ông thôi, mà ở dưới là ông làm một cái hồ nước, khói nó bốc lên. Ở trên là một cái giường mà cực kỳ sang trọng, không tưởng tượng được. Còn bước vô cái chỗ tiếp khách của ông á, mỗi một cái món quà đồ trang trí của ông mà một cục đá đó mà trị giá cả tỷ bạc. Những đức nói trời trời trời, thế ghê trời. Mà chiếc xe đi thì bao nhiêu tỷ bạc. Không được rồi. Này quá đáng quá. Không vượt qua được đâu. Này kỳ cục lắm, không được đâu. Nên cái gì thì cái gì, chứ trang trí vừa vừa phải thôi. Vì chúng sanh nhưng mà mình đừng có làm quá đáng quý vị à. Quá đáng quá mình không bị hút luôn á. Vượt qua không có được phải không? Quý vị biết rằng những đức mừng lắm mình được có chỗ ngủ quý vị. Thì cái phòng cũng như mấy anh em mà mình được ở mình á, cái phòng giống hệt mấy anh em á. Rồi kế đó là cái giường bị ngang 80 và dài 20. Bị dài 2 thước, bị ngang 80 gần thước. Nằm vậy đó quý vị. Nó quẹt trong cái phòng á. Trong phòng thì không có một món đồ gì hết á. Thật sự phòng những đứa không có một món đồ gì lưu niệm chứ á. Những đứa kỳ lắm, không có gì lưu niệm chứ á. Ai cho gì là thấy đẹp đẹp mắt mà thích, nghĩa là đem cho người ta liền à. Cái gì mà những đứa thích, những đứa sẽ đem cho người ta liền á. Mà trong lòng cũng là đối phó lương tâm lắm nghe, thích đó nghe. Có những món đồ người ta cho những đứa cũng thích lắm á. Nhưng mà những đứa nói gì, buông xuống. Nó là hồng, buông xuống, hồng. Cuối cùng đối phó lương tâm thử coi cái nào mạnh hơn á. Cuối cùng nói mày giảng sanh là quan trọng nhất mày ơi, buông xuống đi. Nó nói buông đi. Trời ơi, không giỡn thôi vị ơi. Nên trong phòng những đức là không có món quà lưu niệm nào chứ á. Đó, chỉ là khuyên ta niệm Phật thôi. Phòng chống lỏng à. Không có bức tranh nào chứ á. Bây giờ cấp chiếu còn có bức tranh, bây giờ bức tranh xả luôn à. Nó, hồi cấp chiếu có bức tranh là mở rộng tâm ra lòng thanh thản, an vui tự tại đời thông dong. Nó, rồi ngang qua bên là cũng có một bức tranh á.
Cõi thế trăm năm một kiếp người, ai rồi cũng phải trở về thôi. Phải sống sao cho thật ý nghĩa, để buổi ra đi nở nụ cười. Bây giờ thuộc rồi, thôi xả hai bức tranh luôn. Nó, rồi cái phòng sơn lại thành một màu, rồi sạch sẽ, không có một cái gì vết tích gì lu bu trên tường hết. Rồi có mấy quyển sách để học tập xong, rồi một cái giường ngủ kế bên, một cái mền, một cái gói và một chiếc chiếu, rồi một cái chổi quét nhà ha, rồi mấy cái y áo, mấy bộ đồ, rồi xong cái lữ lam, cái đồ cạo đầu, cái mặt kiến, đâu dép mang tới mang lui trong đó hết, không còn gì nữa hết chưa. Phòng sạch bóng luôn, khỏe re. Những đức mà khi chết cũng không có gì để dọn đồ nữa, gọn hơ à. Những đức mà chết là đồ những đức gọn hơ, xếp mau cấp kỳ, tại vì nó có một cái chỗ nhỏ xíu xiu để mấy bộ đồ xong, không có gì đồ mà xưa giờ lâu năm hay y áo gì nhiều, không có. Thí dụ những đức đắp bộ y nào, như bộ y những đức đắp mỗi buổi sáng lại á, là nó gách ba lỗ ngay đầu gối, mỗi lần gách là đắp vô miếng vải, mỗi lần gách là đắp miếng vải, đắp chừng nào mà nó mục sạch hết trơn rồi mai y mới. Nên đồ những đức là gọn hơn, không có gì nhiều hết trơn á, không có đồ gì lưu niệm, đồ gì ai đưa ra là đem đưa người khác xài liền, không có để, không thích để lâu. Đây là những đức muốn nói thật lòng, là những đức rất sợ bị dính vào danh lợi việc, nghe không? Còn tiền của thì những đức thích xài mà cho chúng mấy bà cụ bà được ăn uống đầy đủ, vì mình nghĩ cuộc đời mấy bà già ngoài đời bà cũng khổ quý vị, nên bây giờ vô đây mình mong mấy bà được an tâm, nên lo cho mấy bà cụ được một chút, rồi dư giả ra một chút thì chị lay quay tới chương trình người mù nữa. Nó lay quay tới người mù, những đức hứa với họ là trong tháng giêng này những đức tổ chức người mù, nhưng mà trong thời điểm này thì những đức để tính lại kỹ rồi đi, nó làm sao cho nó tiện lợi đó, thì dư á, lâu lâu cái dư một chút là chưa tới chương trình người mù, rồi lay quay cái tới lễ lộc, cái cứ như vậy mà xài hoài thôi, quanh năm cứ như vậy mà những đức thấy vui lắm quý vị. Nó mỗi ngày rất là vui vẻ, rồi một ngày chia sẻ Phật pháp hai thờ, rồi đi qua đi lại đại tùng lắm, việc này việc kia rảnh rỗi thì ngồi chơi với anh em, trời ơi, sống vui vẻ vô cùng luôn. Vậy sao không sống đi, làm gì cao sang chỉ cho nó mệt. Nên những đức nói rằng ai mà gặp những đức mà quỳ xuống, những đức nói cái gì ạ? À? Gì quỳ xuống làm gì chả, con kính thôi, khỏi mệt quá. Bà lại tôi một lại là sao này, tôi lại là một lại đó, thôi khỏi đi, thôi chúng ta quý nhau lại Phật đi quý vị, thấy không? Trời ơi, quý vị thấy những đức bao giờ mà nói chuyện mà những đức xưng thầy với ai không? Không, mà không phải bây giờ đâu, không đâu, mà cả đời này á không xưng thầy với ai đâu, vì những đức thấy mình không có đáng làm thầy. Cứ nói như vậy nó thật sự không có đáng làm thầy. Làm thầy thiên hạ không có đơn giản đâu quý vị à. Thật sự mà nói cái người thuyết pháp không có đơn giản đâu. Mình bây giờ mà không nói vài câu á, thì bây giờ chờ tới chừng nào nói đây. Chứ nếu nói về người thuyết pháp á, không người đơn giản đâu quý vị. Người phải tu hành, phải chứng đạo mới thuyết pháp được. Trời ơi, thuyết pháp của Phật mà đâu có đơn giản. Đâu phải cái người mà chỉ có sở học mà học nhiều, học tiến sĩ mà giảng pháp. Vậy chỉ là nói vậy thôi chứ không có giảng pháp được, hiểu không? Nhưng mình bây giờ tu Pháp Môn Tịnh Độ thì thôi, mình cũng chưa được cái gì, nhưng mà chúng ta với những người hữu duyên thôi, mình nói vài câu để chia sẻ, để mà mình tu học thôi chứ làm sao dám nói thuyết pháp, hiểu không? Nên á, ngày sau dám xưng thầy. Trời ơi, sao gì xưng thầy được, tại vì cạo đầu đắp y lên, đúng ra người ta kêu bằng thầy, chứ thật sự vì lương tâm mình, lương tâm những đức là những đức thấy những đức muốn làm thầy được ai chứ á. Nếu như những đức mà không đắp y áo gì hết trơn á, thì những đức cũng như quý vị thôi à, không có khác một chút nào đi. Tại vì những đức thấy rằng á, thí dụ như mình nói mình không tham tiền, nhưng trong cái tinh tí của nó vẫn còn tham tiền. Những đức nói những đức á, thí dụ như sắc dục những đức không ham, nhưng mà trong tinh tí những đức gặp đẹp, những đức nhìn, những đức thích, vẫn là ham mà, đúng không? Vẫn là thích chứ. Đó, rồi nói chùa cao Phật lớn, nói không có nặng nề, nhưng thật sự được cũng mừng lắm á. Nên nhớ, nói đồ chúng đông, nói tùy duyên, nhưng thật sự mà mất đi cũng tủi lắm á quý vị, hiểu không? Đó, thì trong cái tinh túy đó, đó là nó còn nhiều lắm, mình chưa có dễ giải quyết được. Vậy thì dưới cái tâm mình là vẫn là một người phàm phu bình thường thôi, nó không có cái gì hay ho gì hết trơn á. Ở đây là nói rất thật lòng đó nghe, chứ có cái gì đâu mà khiêm hạ trời. Đã là tệ mà khiêm hạ gì, hiểu không?
Đó, nên quý vị biết rằng đó, đó là cái điều mà chúng ta nên găng nhắc nhau vậy đi, để quý vị cùng học tập với những đức nè, là quý vị có một cái pháp tu niệm Phật để tu thôi. Chứ quý vị đừng có nói rằng là ông thầy này là người không bình thường. Đúng rồi, bá trợn, không bình thường, người chắc ở trên xuống. Đúng rồi, trên đọt cây mới leo xuống. Trời ơi, nó đừng có suy nghĩ nó xa vời. Mình là phàm phu, nó là phàm phu, cùng đến với nhau thôi. Miễn làm sao nó có tình người. Nhớ nè, những đứa coi cái bộ phim Bao Công, những đứa thấy á, cái tình cảm nào mà bị nhiễm ô là chết nhiều người. Vì để ý đi, cái tình cảm nào mà nhiễm ô là nó kéo dây dưa và nó khó xử lý, làm chết nhiều người. Nên những đức mới đưa lên một cái tư tưởng rằng là trong Phật pháp dạy mình đoạn tình nhưng sanh trí. Nhớ ngay vị, đoạn tình nhưng sanh trí. Con người thấy như là vô tình nhưng thật sự là người có tình cảm, vị ơi. Còn con người nhìn thấy đa tình nhưng người này không có tình cảm. Đa tình là ngu si, không có tình cảm đâu. Phải nhớ đó. Nên thí dụ như mình đối với vợ với chồng đi, mình thương yêu. Đối với con mình thương yêu, thật sự lương tâm mình thương yêu, thương yêu thật sự đó. Nhưng mà bây giờ á, cái duyên nghiệp của họ sống tới đây họ phải chết đi. Không phải mỗi ngày mình khổ đau khóc lóc kêu gào, không phải làm gì. Mà bây giờ duyên nghiệp đến lúc họ phải chết rồi, mình chấp nhận cái số phận của một con người. Và bây giờ mình phải còn sống, mình phải sống làm sao, sống làm sao mà cho nó tốt đẹp. Vậy thì cái này mới gọi là đoạn tình sanh trí. Hiểu không? Còn đa tình, đa tình là khi mất rồi mà khóc lóc kêu gào khổ đau buồn chán, không suy nghĩ đến cái việc cuộc đời mình đang sống. Vậy gọi là đa tình mà ngu si. Hiểu không? Không giải quyết được cái gì chứ quý vị. Con cái mình sanh mình nuôi khôn lớn, mình không có đòi hỏi gì chứ á. Mình chỉ có hết lòng dạy con thôi. Mà bây giờ con mình nó ngỗ nghịch, nó ngỗ nghịch với mình, thì mình đoạn tình. Đoạn tình là gì? Là mình thương nó hết lòng nhưng mình không ô nhiễm gì nó. Nó bây giờ nó không thương mình thì thôi, mình không buồn trách nó. Như bà già hôm qua như Đức kể á, không biết bà còn ở đây không á, 86 tuổi, sanh 6 đứa con, đào tạo ra được 4 bác sĩ, 4 thằng con trai là bác sĩ. Quý vị có học qua ngành bác sĩ, quý vị sẽ biết học ngành bác sĩ khó đúng không? Học ngành bác sĩ là nhiều năm á, ngành nó khó học không giỡn á. Những đức từng hỏi qua. Vậy mà 4 thằng con trai của bà là bác sĩ, 2 đứa con gái thì bình thường thôi. Bà nói 4 thằng con trai của bà nhà cửa, xe cộ đầy đủ hết luôn, gia đình rất giàu. Bà ở qua 4 gia đình của 4 thằng con trai bà. Bà năm nay 86 tuổi. Em của bà đi chung 84 tuổi. Mà người em 84 tuổi thì hơi bị lãng tai. Bà cụ 86 tuổi thì lỗ tai nghe rõ, miệng nói rõ ràng, cặp mắt sáng suốt luôn. Bà nói sức khỏe bà rất tốt. Bà ở nhà con trai của bà là nhà cửa của nó bà dọn dẹp hết, chăm nước đầy đủ, chăm trà, chăm nước khi nó đãi khách. Rồi nó ăn nhậu xong bà dọn dẹp, bà rửa chén. Rồi xung quanh sân vườn bà nhổ cỏ, dọn dẹp nhà cửa, sạch sẽ hết. Nhưng mà nó cứ chiền tay mãi qua thằng này, qua thằng kia, qua thằng nọ để nuôi bà. Và cuối cùng đi đến cái mức mà ban đầu thì nó nói bóng nói gió kích động bà để bà đi. Sau cuối cùng nó nói nó không nuôi bà. 4 thằng con trai bác sĩ mà không nuôi được một người mẹ 86 tuổi. Suy nghĩ đi. Những đức cho ra một bài toán nhân chia cộng trừ về một con người này. Những đức xin thưa với quý vị, một con người có sở học cao nhưng mà nếu không có đạo đức thì tiêu. Tiêu. Một con người sở học ít nhưng có đạo đức, người này vẫn thành công. Vẫn thành công. Quý vị coi á, Trần Thế Mỹ học rộng hiểu nhiều nhưng mà quên tình nghĩa vợ chồng thì coi thấy không?
tệ bạc vô cùng, cuối cùng là bỏ mạng, bị chặt đầu. Vậy thì một con người làm con mà có học thức cao, nhà cửa sang trọng mà không phụng dưỡng cha mẹ, quý vị tồn tại không? Hồng, không bao giờ tồn tại. Tôi chấp nhận sinh ra cho một đứa con học ít nhưng học được đạo đức làm người. Tôi không cần con tôi học nhiều nhưng mà thiếu đạo đức. Quý vị biết có một thờ khi lấy chồng Đài Loan sung sướng, quý vị nhớ không? Bây giờ nó bể xô đúng không? Quý vị bây giờ học Phật suy nghĩ ra là hiểu liền gì đâu. Mấy thằng Đài Loan mà qua đây mà cưới vợ, chắc chắn là mấy thằng này là mấy thằng bệnh hoạn. Và mấy cái thằng mà nghèo dưới cái đất nước đó là nó quá nghèo, nó có một cái vết nhơ gì của đất nước đó đó. Vậy mà nó mới qua đây nó cưới người Việt Nam mình mà người đẹp. Vậy mà mình nói đây là nước ngoài về cưới. Có những người cưới xong làm đám cưới linh đình, xong cái chòm sớm nó trời công nhận con của ông ba ông hai gì đó, lấy chồng Đài Loan công nhận đám cưới rình rang, công nhận gì đâu mà thấy nở mặt nở mày, ước gì đứa con gái của mình nó cũng được lấy chồng vậy. Cái này nè, thấy không, góc độ này nè, nó cũng tính lắm, nó lấy một số tiền, nó bỏ ra một số tiền, nó cưới một người vợ này về, rồi nó đem mình về để làm ô sin trong gia đình nó, mà nó cũng sử dụng được chất lượng nữa, hiểu không? Khỏi đi chăn hoa mà có phương tiện sử dụng chất lượng, rồi lại có cái chỗ sanh sản cho mình tiện lợi, nhưng mà bắt nó làm không cho tiền bạc gì, gia đình mình nắm hết. Tại vì sao? Vì mình qua đất nước của người ta, thấy không? Có không? Có đó. Còn nếu như mà không thương nữa, có khi nó đánh đập mình, mình cũng không biết đường để đi đâu nữa, hiểu không? Nó nên con người vì danh lợi không mà đẩy mình vào cái chỗ khổ đau. Thôi ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn quý vị. Nên trong lòng những đức thật sự với quý vị, không bao giờ trong lòng những đức có một cái tư tưởng rằng các cháu mà những đức dạy mà đi học nước ngoài, không có tư tưởng này. Thờ của Bác Hồ thì cái thờ đó là Bác Hồ ngày muốn cứu dân cứu nước, nên ngài mới đi tìm học nhiều cái kiến thức đặc sắc. Nhưng bây giờ cái thời đại này ngồi chỗ cũng học được rồi, cặn gì đi tìm tùm lum mất công. Nếu mà Bác Hồ mà sanh trong thời đại này, Bác Hồ cũng không có đi vậy đâu quý vị, thấy không? Nó mà khả năng của Bác Hồ thì đặc biệt quá nên mới đi đất nước nào cũng học được cái hay, đi đâu cũng thu gom được con người bên cạnh để mà gọi là lập nên một cái cơ đồ để mà cứu dân cứu nước, đúng không? Còn bây giờ như Đức nói đi đi chỗ này chỗ kia học, càng học nhiều thì càng mất đi cái phẩm chất làm người của mình. Nên cứ lấy cái đạo đức làm người chỉ có một câu mà để mà gầy dựng cả đời của mình làm người thôi. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Một câu thôi. Câu đó là lớp 1, lớp 2 gì đó thuộc rồi đúng không? Ai cũng thuộc hết trơn á. Vậy mà tiến sĩ chưa làm được á. Trời ơi, một câu đó mà làm được để bị làm Phật đó. Vì không tin hả? Đạo Phật là đạo hiếu. Cái câu đó là đạo hiếu chứ gì? Tâm Phật là tâm hiếu. Đạo Phật và tâm Phật quy về hiếu. Hiếu cảm đến trời thì mưa hòa gió thuận, hiếu cảm đến đất thì muôn vật sinh sôi. Vậy thì cái cảnh giới này đang bệnh hoạn nhiều gì là do cái gì? Bất hiếu mà ra. Vậy thì muốn đổi là cảnh giới này tốt đẹp thì vì sao? Hiếu 100% luôn. Nếu người này là hiếu, làm văn sẽ làm văn tốt, buôn bán sẽ làm người buôn bán đàng hoàng, làm quan sẽ làm quan tốt, làm vua sẽ làm vua tốt, làm chồng sẽ làm chồng tốt, làm vợ tốt. Cương vị của người hiếu đạo thì cương vị nào cũng tốt, học Phật sẽ học Phật tốt. Còn người mà bất hiếu nghe, làm văn không phải văn tốt, buôn bán không phải buôn bán tốt, làm quan không phải quan tốt, làm vua không phải vua tốt, đi tu cũng là đi tu sai. Quý vị biết mục tiêu của Đức Thích Ca Mâu Ni đi tu là gì cái gì không? Hiếu đạo mà đi tu đó.
Quý vị coi qua ngày đi viếng thăm bốn cửa thành hả? Quý vị thấy hả? Viếng thăm bốn cửa thành xong, ngài hỏi Sa Nạc như thế nào? Cái người già yếu này tại sao? Tại sao phải chết? Sa Nạc nói rằng: Thái tử ơi, cuộc đời con người đến thế gian này ai cũng chết Thái tử à. Ai cũng sẽ già và ai cũng chết hết Thái tử. Thái tử nói: như vậy ta cũng già, ta cũng chết sao? Thái tử cũng già, Thái tử cũng chết. Sa Nạc cũng già, Sa Nạc cũng chết. Gia Du Đà La, vua cha, hoàng hậu, ai cũng phải già và sẽ bệnh và sẽ chết. Lúc đó ngài về, ngài mới trầm ngâm suy nghĩ: bây giờ làm sao đây? Làm sao để tìm ra một con đường giải thoát đây? Phải hiểu không? Phải hiểu quý vị. Phải hiểu với tất cả người thân không? Đó. Vậy thì nếu người có cái tâm hiếu, vậy thì đi tu là vì cái gì? Phải hiểu không? Nếu như quý vị không có tâm hiếu, vậy thì quý vị đi tu để làm gì? Phải cái thân này không? Chỉ có cái thân này không? Thái tử Tất Đạt Đa không phải vì cái thân này. Nếu vì cái thân này là ở hoàng cung làm thái tử, làm vua đúng không? Nhưng mà Thái tử Tất Đạt Đa đi tu là vì chúng sanh. Nếu như chúng ta đi tu mà không vì chúng sanh là vì cái thân này nè. Nó. Đúng không? Chấp nhận đúng không? Đi tu mà không vì chúng sanh là vì cái thân này nè. Rõ ràng không? Vậy thì một người con hiếu thì cương vị nào cũng tốt ha. 100% luôn. Vậy thì cái mà quý vị dạy con quý vị sâu sắc nhất để thành đạt trong cuộc đời là dạy gì quý vị? Hiếu kính. Đúng không? Chỉ có hiếu kính thôi. Chỉ có đúng dạy con hiếu kính thôi. Dù là đứa này học lớp 2, nhưng quý vị tin nó làm giám đốc không? Học lớp 2 mà làm giám đốc luôn. Giàu sang vô cùng luôn. Có thể cái tên này hiếu kính vô cùng, có thể nó làm một công việc rất lớn với xã hội luôn. Nếu người này có đạo đức. Còn người này học thức rất là cao nhưng không có đạo đức, không dùng được đâu quý vị à. Không dùng được đâu, chắc chắn với quý vị luôn đó. Nè, Nhân Đức là một con người hư hỏng vô cùng mà nhờ học Phật đó, nó sửa được một chút, người ta mới tiếp nhận Nhân Đức nè. Quý vị tiếp nhận Nhân Đức đâu phải là sở học đâu, đúng không? Quý vị, tất cả người ngồi ở đây và người khắp nơi nghe vào công đoạn này, quý vị tiếp nhận Nhân Đức không phải sở học của bằng tiến sĩ, đúng không? Mà quý vị tiếp nhận Nhân Đức là gì? Là vì Nhân Đức cùng quý vị gần gũi và tâm thương yêu vậy thôi. Như vậy thì nếu bất cứ một con người nào sống ở cõi đời này mà làm được như vậy thì quý vị không thiếu bạn đâu. Bạn bốn phương đó quý vị à, chắc chắn 100% luôn đó. Nên mong những cái buổi chia sẻ này á, chúng ta sống trong cái thời đại này á, có nhiều cái rắc rối là lo âu sợ hãi, có nhiều người giờ sợ hãi lo âu. Nên ngày nào những đứa chia sẻ Phật pháp, những đứa cũng nói là quý vị cố gắng an tâm trước nhất, giữ cái tâm cho bình an trước đi. Nên á, mình là người học Phật tin nhân quả quý vị, thì á, quý vị cố gắng giữ cái tâm bình an niệm Phật, đừng có tâm sợ sệt lo âu gì hết trơn á. Việc gì đến thì nó sẽ đến thôi à. Nên chúng ta mỗi ngày sống vui vẻ niệm Phật. Thí dụ như trong cái chỗ mình cách ly hay là gì đó thì kệ, mình cứ cố gắng niệm Phật mỗi ngày rồi nấu cơm ăn. Thấy không? Rồi ăn xong rồi niệm Phật. Rồi niệm Phật xong buổi trưa ngủ nghe. Ngủ xong rồi thức dậy niệm Phật. Niệm Phật xong rồi nấu cơm ăn. Nấu cơm ăn xong rồi đi tắm. Đi tắm xong rồi nghỉ ngơi niệm Phật. Niệm Phật xong rồi chiều công phu thờ. Công phu thờ xong rồi vợ chồng nói chuyện chơi chút ngủ. Trời sướng quá. Sướng quá, thời điểm cách ly sung sướng thiệt. Rảnh rỗi đúng không? Rồi mai mốt người ta mở vị trí cách ly ra xong rồi đi làm. Rồi cũng phải niệm Phật nữa nghe chưa? Nó rồi sống những ngày tháng bình yên, còn lúc nào nó đến thôi. Còn lỡ tự nhiên mình bị Covid đúng không? Người ta cách ly riêng biệt mình ngồi đó, mình cứ nghiêu ngao thôi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nhớ nghe người niệm Phật mình, nó nhớ quý vị. Cả những đức thôi cũng vậy. Ai biết được cái nghiệp chướng gì mình đâu biết được đâu. Chứ quý vị đừng có nói ông thầy Đức chắc dễ gì bị Covid tầm bậy, có ngày thất vọng chết. Cái khi những đức cũng dính nữa. Nên những đức cũng tính trước rồi. Tuy bây giờ người ta thích mình, người ta đến ngồi nghe mình nói chuyện gì chứ. Người ta nói mình rồi bị Covid rồi là người ta chạy mất dép hết chứ.
không? Những đức nó bảo đảm quý vị biết luôn á. Thí dụ như nếu những đức mà bị Covid đó nghe, mà những đức á mà báo cho quý vị biết mà người ta chưa có biết, người ta chưa cách ly những đức liền nha. Những đức báo cho quý vị biết, ví dụ như ngày mai là chủ nhật, bữa nay những đức bị Covid đi, những đức nói bữa nay mình thông báo cho quý Phật tử là: Phật tử, tôi khám bệnh rồi, bác sĩ nói tôi bị Covid Corona, nên là ngày mai quý vị đến cộng tu ngày chủ nhật nghe, để ủng hộ tinh thần thầy nghe các con. Ngày mai những đức nói chắc nhìn chắc có chắc một hai cái người mà nó tâm thần nó không biết cái gì vậy là ngồi đây. Trời ơi, ngày chủ nhật của nay sao mà không ai đến hết trơn vậy trời. Chủ nhật đâu mất tiêu hết trơn rồi. Giờ thời gian sao khỏe lại. Ủa sao bây hổng thầy báo thông báo rồi các con đâu mất tiêu nay. Bữa đó có con bận quá thầy ơi. Bận biểu quá đi không có được. Trời ơi, không phải đâu quý vị ơi. Mình cũng không có trách người ta thấy không. Thật sự mình nói ai mà muốn bệnh bao giờ thấy vậy. Thôi thông cảm hết thôi. Mình không có gì mà buồn người ta đúng không. Nó cái tâm như vậy đó. Thì mình không có buồn ai, mình ở trong cái vị trí nào bị cách ly á, mình ngồi mình cứ A-di-đà Phật, đem cơm vô hả, ăn cơm. Đúng không? Ăn cơm rồi xong mà ngủ nghỉ rồi niệm Phật. Rồi ta vô chích thuốc cái gì đó kệ người ta, rồi mình cứ ngồi trong đó mình niệm Phật thôi. Đúng không quý vị? Trời ơi, được như vậy rồi quý vị, nó tăng tốc công phu liền nha. Công nhận người này sống tự tại thiệt á. Chứ không tự tại làm gì? Không lẽ ngồi đó sợ hả? Không lẽ ngồi đó cái mặt mỗi ngày ai cũng đến với tôi, bây giờ tôi bệnh không ai đến tìm tôi chứ. Mấy người vô tình ghê luôn. Thấy không? Không lẽ đi nói gì hả? Thôi khỏi đi. Chúng ta không có buồn trách gì nghe quý vị. Nhớ nha, sống ở cõi đời này không có buồn trách gì hết. Tất cả những sự việc đi khi đến với chúng ta chỉ là thử thách mà thôi. Còn nếu như thiếu nợ thì dùng cái câu thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Nghe không? Rồi nên là có mùi bác sĩ này mà những đứa cũng thường kể, bác sĩ tiến sĩ luôn, rất giỏi, nước Mỹ. Ông nói một câu hay lắm. Ông tên là David Hawking. Ông đã từng làm bệnh án cho hàng triệu người, các chủng loại người khác nhau trên toàn thế giới. Tất cả đều cho một đáp án giống nhau. Chỉ cần tần số rung động thấp hơn 200 là người đó sẽ bị bệnh, trên 200 sẽ không bị bệnh. Những suy nghĩ có tần số rung động trên 200 gồm quan tâm đến người khác, giàu lòng từ bi, nhân ái, hướng thiện, bao dung, độ lượng. Đây là những đức tính có tần số rung động rất cao, đạt đến mức 400, 500. Nên một người mà biết niệm Phật, biết ăn chay, biết phóng sanh, tần số này từ bi cao. Nhớ, tần số này từ bi rất là cao. Nên cái người mà có tâm mà giận hờn thì sao? Chắc chắn rằng là người này là tự hại mình này. Nhưng mà giờ mình học Phật, mình thấy mà có tâm mà hận thù buồn giận là mình thấy mình khổ trước đi à. Còn có tâm bao dung tha thứ thì vị bác sĩ này chắc chắn rằng là ông mà học Phật Pháp, mà bác sĩ này rất giỏi. Nghĩa là ông nhìn người là ông đoán được bệnh. Ông nói là phần nhiều con người mà ông nhìn tới là ông biết người này bị bệnh là do vì cái tâm hẹp hòi quá, buồn giận. Hôm qua những đứa gặp một cái cô này, cô từng khóa thai 7 lần, năm nay mới có 42 tuổi thôi, khóa thai 7 lần. Và cô hiện tại đang bị bệnh rất là nặng, bệnh thân bệnh tâm luôn, bệnh rất nặng. Cái lúc mà những đứa gặp cô lần đầu thì nhìn cô giống như người chết rồi vậy đó. Và cô đến ở đây cô nghe được Phật Pháp,
Mà cô mỗi ngày cũng biết niệm Phật, thì cái sắc diện của cô nó tốt đẹp lại. Được thời gian bắt đầu cô có một cái tâm tiêu cực, là tự nhiên trong tâm cô nói rằng là mình bệnh đau sợ làm phiền người khác quá. Mà phần nhiều những người bệnh đau họ ưa có cái tật là thấy làm phiền người khác quá. Thấy cái bệnh đau của mình mà làm phiền người ta quá. Rồi mình muốn trốn tránh người ta phức cho rồi, sợ làm phiền người ta. Cái tâm này gọi là tiêu cực quý vị, khó hết bệnh lắm. Thí dụ như con người đến với con người, từ khi mình không có duyên thì thôi mình không có hờn trách. Nhưng mình đã có duyên được con người thương yêu giúp đỡ thì mình nhận cái duyên đó, không nói gì. Tại vì mình tin rằng mình gieo nhân mới gặp quả gì. Còn nếu như mà mình có cái tâm rằng là người ta lo lắng cho mình mà phiền phức quá, mình trốn tránh, cái tâm này là tự hại mình nè. Cái tâm này khó hết bệnh lắm. Đã bị bệnh mà còn có cái tâm này là khó hết bệnh, chắc chắn. Nếu như mình mà không ai quan tâm thì mình là người học Phật rồi, mình cũng không nên buồn. Không nên buồn chết. Không nên có cái tâm là lúc mình còn khỏe, mình đã lo cho nhiều người, mình đã tạo ra điều kiện tiền bạc giúp cho nhiều người, mà bây giờ mình bị bệnh đau mà người ta không quan tâm cho mình, nên mình cảm thấy trong lòng của mình bị như là bị bỏ rơi, rồi mình buồn chán quá. Nếu như mình bị bệnh mà còn có cái tâm này nữa, vậy thì bệnh càng ngày càng nặng. Hai trạng thái vẫn là bị nặng thêm bệnh không à? Là sợ làm phiền, rồi buồn trách khi không ai quan tâm. Hai trạng thái này đều là bệnh thêm và hại mình. Chỉ có một trạng thái đặc biệt nhất của người bị bệnh mà có thể tiêu nghiệp và mau hết bệnh. Còn nếu thọ mạng đến thì có thể được giải thoát, chắc chắn. Đó là người gì? Khi được người ta quan tâm thì mình rất có tâm tỳ hỷ. Dù được quan tâm nhiều hay ít, tỳ hỷ. Còn không được ai quan tâm thì mình không buồn phiền. Người này là người tiêu nghiệp nè quý vị, nhớ nha. Còn phần nhiều những người không biết tu, được quan tâm có khi quá đáng thì mình cũng lo ngại, hoặc là mình sợ làm phiền. Còn không được quan tâm có khi mình càng buồn chán. Người mà không biết tu nó không có thông được cái tâm quý vị. Nhiều việc nó không thông cái tâm, kỳ cục lắm. Mà nó phiền phức mình là ngay cái tâm này không à. Nên học Phật là học cái gì? Thông được cái tâm. Học Phật là thông được cái tâm. Nên vị bác sĩ này nêu lên rất là hay, thấy không? Nó, những suy nghĩ có tần số rung động trên 200 quan tâm đến người khác, nhớ nghe, giàu lòng từ bi, nhân ái, hướng thiện, bao dung, độ lượng. Đây là những đức tính có tần số rung động rất cao, đạt đến mức 400-500. Những con người này có sức miễn dịch rất cao, không thể nào mà họ bị bệnh gì mà xâm nhập được chứ. Vậy tất cả những người mà bệnh tình xâm nhập là đều là do tần số hẹp hòi. Ngài nói tiếp nè. Ngược lại, người có tính căm ghét, phẫn nộ hay chỉ trích, trách móc, đố kỵ, đòi hỏi người khác, luôn tư lợi cá nhân, ích kỷ, không màng đến cảm nhận của người khác, sẽ có tần số rung động rất thấp. Tần số rung động thấp là nguyên nhân dẫn đến các bệnh ung thư, tim, vân vân. Từ góc độ y học, ông cho rằng ý niệm có ảnh hưởng vô cùng lớn đến sức khỏe con người. Rõ ràng không? Đúng là bác sĩ là phải có khả năng này mới bác sĩ giỏi được. Đúng là bác sĩ nổi tiếng khắp nơi trên thế giới.
Con người bác sĩ mà này là chắc chắn y đức này. Bác sĩ này mới gọi là bác sĩ y đức. Ừ. Đó. Còn nếu bác sĩ mà không có cái góc độ này mà hoàn toàn chỉ có biết khoa học thôi, chắc chắn không thể nào có cái đức được. Chắc chắn luôn. Vị bác sĩ này là coi qua kinh giáo của Nho Thích Đạo là chắc chắn luôn, đã từng gạo qua hết, coi qua nên mới biết được cái nghĩ này mà từ trong Phật giáo dạy ý niệm. Bây giờ chúng ta suy nghĩ nè, một ý niệm bất thiện mà phát ra từ tâm mình là cảnh giới bất thiện trước mắt mình đầy dẫy. Giống như những đức đọc một câu chuyện trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, cái ông này, ông bị bạn ông lường gạt không? Hai người bạn thân chơi chung mà bạn ông lường gạt không? Tức quá, ông căm hận trong lòng ông. Ông nói tối đêm nay ông sẽ cầm dao qua, ông giết thằng bạn này, vì mình chơi với nó hết lòng mà nó lường gạt mình. Thì trong tâm ông sân hận vô cùng, ông cầm con dao, ông đi trên đoạn đường. Thì có một người á, thiền sư này ngồi thiền định thấy cái vị này cầm con dao đi ngoài đường, tâm sân hận qua để giết người bạn này. Sau lưng của ông thì nguyên một đoàn người cầm dao cầm búa phía sau la. Mà cái cảnh giới của con người này, chính con người này cũng không thấy sau lưng, và những người khác cũng không thấy, chỉ thấy có ông này tức giận qua giết thôi. Nhưng mà trong thiền định thì mới thấy được là khi cái tâm sân hận ông này nổi lên ông đi, thì sau lưng ông có một toán người rất đông sân hận, hung bạo, ào 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 đi theo ông. Giống như nó xúi cái tâm của ông là giết đi, giết đi, giết đi. Kinh như vậy, quý vị thấy một cái tâm sân hận nó đáng sợ chưa? Khi mà ông qua tới nhà người bạn thì ông đứng ông ghìn để mà ông chờ cơ hội ông giết thằng bạn. Thì ông nghe trong nhà mẹ than thở khổ, vợ con khổ, thì tức khắc lúc đó ông nghe cái tiếng khổ đó đó, thì cái tâm ông nó bình tĩnh lại. Ông nói nếu bây giờ mình giết thằng bạn này vì cái hận thù cá nhân mà nó chết đi rồi, mẹ nó, vợ nó, con nó ai nuôi đây? Ông vừa nghĩ như vậy cái ông buông con dao xuống, ông không có tâm giết nữa. Khi ông vừa không có tâm giết nữa, ông trở về, thì vị thiền sư này trong thiền định thấy rõ ràng là khi trở về thì sau lưng cũng một toán người cầm cờ xí rồi hát nhạc đồ vui vẻ, vui mừng đi theo sau lưng. Quý vị coi thấy không? Đây là những cái đọc rõ ràng trong câu chuyện Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Đây là quá xác thực rồi. Bây giờ đơn giản chúng ta suy nghĩ là một cái ác niệm mà khi chúng ta đi mất tiêu cực, buồn một sự việc gì mà mình đang chán nản cuộc đời này, mình muốn kết liễu cuộc đời mình, thì quý vị biết rằng là thường ngày một chai thuốc sâu, cái mùi của nó mình nghe mùi chịu không nổi. Nhưng mà tại sao người này lúc buồn chán lại uống nửa chai thuốc sâu để tự tử? Thì cái ý niệm vừa muốn uống nửa chai thuốc sâu thì nó chiêu cảm những người mà đã từng tự tử chết vì thuốc sâu, vì thuốc độc. Nó chiêu cảm cảnh giới này đến để dục người này. Ngọt lắm, nó uống đi. Mà tức khắc lúc này cái người này nó mà cùng hợp với cái tần số tự tử này đó quý vị, thì uống thuốc sâu nó không còn cái mùi nữa. Mà khi uống chai thuốc sâu nó ngon, ngọt vô cùng, uống nó dễ dàng lắm, dễ lắm. Thì tức khắc cái nghiệp phải chết gì rồi, thì tức khắc là bưng chai thuốc sâu lên uống một phát nửa chai, tự tử chết. Còn nếu như mà nó không có cái nghiệp của cái tự tử này thì cái mùi thuốc sâu mình vừa nghe qua là mình kêu đẩy nắp lên liền đi, chịu không nổi, hôi quá, là nó không có tần số tự tử. Nên một con người mà nó nuôi cái ý niệm mà nói là buồn quá tự tử chết đó nghe, buồn quá nhảy ra xe đụng đó nghe, buồn quá nhảy xuống sông tự tử nghe, đừng có nói tầm bậy mấy câu này. Khi vừa cái ý niệm đó phát lên thì tức khắc những cái điều mà tự tử và những cái mặt đó nó sẽ chiêu cảm đến với mình. Và khi tần số của mình yếu thì cái phần đó nó sẽ lướt qua và nó chiêu cảm làm sao mình phải chết vào cái nghiệp duyên đó. Tại vì con người trong lục đạo mà người khi nó mù mờ là nó khổ, nó muốn cho mình phải khổ. Nó lạ lắm. Cho nếu như nó khổ mà nó muốn cho mình đừng có khổ thì nó không còn là cô hồn khổ nữa.
Mà ngộ thay là nó khổ, nó muốn mình phải khổ, nên cần phải nghe Phật Pháp. Mình đã khổ rồi, mình đừng có muốn người ta khổ. Nó giống như những đức coi câu chuyện mà niệm Phật quá giải nghiệp báo. Mà khi mà cái ông này ông tu hành, lúc ông đang tu á, được cái cô này, thường là cứ là ông đi khắc thực là cô này cứ cúng dường thức ăn. Sau này khi ông chứng quả la hán, còn cô này á, là cô bị chủ nhà gầy la oan ức gì đó, cô buồn tuổi quá, cô tự tử, cô chết. Cái cảnh giới tự tử của cô là cô làm trong quỷ đạo, khổ vô cùng. Khi vị này chứng quả A-la-hán rồi, ông mới quán cơ, ông coi coi những cái nhân duyên gì mà con người ta đã từng giúp ông, là duyên để ông đến ông cứu độ. Thì khi ông quán cơ thì ông mới thấy ra là cái cảnh duyên mà lúc ông còn đi tu á, là cái cô này thường là cứ cúng dường thức ăn cho ông. Sau này cô bị la quan, cô tự tử, cô chết, bây giờ cô đọ vào quỷ đạo. Thì ông mới trong cái cảnh giới thiền định, ông thị hiện đến để độ cái cô này trong quỷ đạo. Khi ông vừa đến thì con quỷ này nó lúc nó săn hẳn á, thì tự nhiên mặt mày của nó, tóc nó dựng lên nhìn người kinh hồn lắm quý vị. Nhưng mà khi ông vừa khuyên cho từ nội tâm của ông phiên, cái tâm từ bi ông nó soi dịu cái sự ác tâm của quỷ đạo á, tức khắc nó vừa dịu tâm xuống thì người của nó tức khắc hiền lại hoàn toàn. Và nó tiếp nhận lời dạy của ông, và ông chỉ phương pháp để được giải thoát. Thấy không? Quý vị biết rằng khi chúng ta mà niệm Phật giảng sanh á, thì khả năng mà quán cơ chúng ta cũng cao lắm, biết hết trơn á. Tất cả những người nào có duyên với mình, thuận hay ác gì mình cũng đến độ được chứ. À, thuận duyên thì đến độ thì càng tiện, còn ác duyên thì mình đến mình cũng vui trả nợ để mà mình độ cũng dễ nữa. Tại vì cái khả năng của cái người mà giảng sanh về thế giới cực lạc á, họ là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, cái năng lực độ sanh của họ mạnh lắm. Cái khả năng mà nhất sanh bổ xứ là người ta có thể thị hiện những cảnh giới khác để mà độ sanh được hết trơn. Ừ. Nên từ nơi đó mà mình về cực lạc không phải là cá nhân một mình hưởng thụ niềm an vui đâu, mà là vì tất cả chúng sanh mình muốn cứu độ mà mình phải sanh về thế giới cực lạc. Hiểu được nguyên lý này thì tâm lượng mình mở rộng và mình rất vui vẻ để niệm Phật mà phát nguyện vãng sanh. Quý vị phải nhớ những chỗ này nè, là nhắc nhở mình thiện và ác nếu còn trong lục đạo là nó trầm lưng khổ lắm. Nhưng chúng ta khi sanh về cực lạc, thiện không dính mắc, ác không buồn phiền, nên chúng ta dùng trí tuệ thật sự nương vào nguyện lực của Phật mà mình đi đến cứu độ được. Nên cái tâm mở rộng quan trọng lắm quý vị à. Nên mình được thân người này mà gặp Phật Pháp quý quá, nhất là gặp ngay Pháp Môn Tịnh Độ này. Nên trong Kinh Vô Lượng Thọ Phật dạy, người không đủ thiện căn phước đức nhân duyên thì không tin Pháp này đâu quý vị, không tin Pháp Môn Tịnh Độ này đâu. Ngồi mà có thể đau chân mà chịu nghe, mà hoan hỷ nghe là người có thiện căn dày lắm á. Còn ngồi mà ngủ gục thì thiện căn hơi kém, cũng nghe mà ngủ gục, nó chưa có phải thiện căn dày quá. Còn ngồi mà nó tỉnh táo hoàn toàn mà thích thú thì thiện căn này quá dày. Thì kiểm qua nội tâm là biết liền như đó, không? Kiểm qua nội tâm là biết liền. Nó từ nơi đó mà những cái bài học tập này nè nhắc nhở mình rất là lớn nè. Như cái bài học tập mà vừa mới đọc cái đoạn sau này không? Người mà có tính căm ghét, phẫn nộ hay chỉ trích, trách móc, đố kỵ, đòi hỏi người khác luôn tư lợi cá nhân, ích kỷ, không màng đến cảm nhận của người khác, sẽ có tần số rung động rất thấp. Vậy thì người này là người sẽ dễ nhiễm bệnh nè quý vị. Dễ nhiễm bệnh. Cái người này khỏi cần ai nhiễm nha quý vị. Khỏi cần. Nghiệp duyên của tâm này tự đến nhiễm quý vị thôi. Giống như sắc ăn xét, xét ăn sắc. Trong cái cảnh giới mà tặng hư không khắp pháp giới chúng ta đang sống nè, thì hiện tại cái từ trường chúng ta đang ngồi đây đi, thì nó đầy đủ hết của thiện ác đang lơ lơ lửng lửng nằm trong đây hết, có sẵn hết rồi. Bây giờ quý vị đang mở con tim ra để đón nhận cái gì? Vì đang mở con tim ra để đón nhận cái gì thì quý vị tự hỏi mình. Nhưng bảo đảm rằng quý vị đang ngồi đây, quý vị sẽ mở rộng con tim ra để đón nhận cái thiện đó. Tại vì ở đây hiện tại nhiều con người đang phát thiện quá, nên tần số nó bình yên và nó ấm áp vô cùng.
thì sẽ mở con tim ra để đón nhận cái thiệt. Nên vì sao ngày Chủ nhật chúng ta đến cộng tu mà tiếp nhận năng lượng dày? Vì một buổi tu này nè, nhiều con tim đang mở ra hướng thiện, nên nhiều cái tư tưởng thiện cộng tác nên thành đại thiện. Mà mình ở trong đại thiện nên cái sức khả năng mà tiếp nhận thiện để mà thu hút về năng lượng, để mà gây dựng cho khả năng mình phát huy á, mạnh lắm. Nên trong kinh giáo Phật có nói là đức chúng như biển cả mênh mông là gì đó. Còn khi mình ở ngoài đời thì cái khả năng phát thiện ít người quá, mà cái khả năng phát ác nó đông. Nên một mình như là một ngọn đèn leo lét vậy đó. Còn ở đây là nhiều người đang phát ngọn đèn lên, nên nhiều ngọn đèn nên bóng tối của vô minh nó tan biến. Mà bóng tối của vô minh nó tan biến thì cái khả năng mà tự tánh phát triển mạnh, khi đang ngồi đây nè, nó mạnh dữ lắm. Nên tần số nếu mà có tu là cảm giác được nó tuyệt lắm, nó bình yên lắm. Mà khi đang ngồi trong đây trí tuệ nó phát sinh lạ thường lắm. À, đang ngồi trong công chúng á, trí tuệ nó phát sinh lạ lắm. Khi chia sẻ Phật pháp thì nó có nhiều phương tiện, nhiều cái góc độ sâu vô cùng mà tự nhiên từ tự tánh hiển lộ. Hãy nhớ nghe. Nên nó tâm tịnh thì cảnh tịnh mà. Con người ở đây đang ngồi đây là tâm nó tương đối là ngưng loạn, ngưng loạn lại một chút, hiểu không? Còn khi mà xã hội bên ngoài đời thì tâm mình nó đang phóng, nó đang loạn nhiều. Mà nhiều người đang loạn như vậy nên trong cái cảnh giới mà mình đang sống đây nó sẽ chiêu cảm cùng tần số để mà phù hợp. Phù hợp. Nên phải hiểu rồi, hiểu rồi tự nhiên mình vui lắm khi mình được ở trong một cái cảnh giới đang tu hành. Đang mọi người đang cùng nhau tu hành. Nó thiện lắm, nó vui lắm và nó bình an lắm. Mà cảnh giới mà đang sống mà quý vị bình an á là chắc chắn rằng là tần số bị cao là chắc rồi, còn gì nữa. Đang ngồi ở đây bây giờ quý vị căm ghét cái gì giờ? Nhìn qua bên cạnh thì cũng là bận đồ lam, nhìn ra sau lưng cũng bận đồ lam, nhìn ra trước mặt thì bận đồ vàng. Sao mà quý vị căm ghét được hả? Không lẽ quý vị căm ghét những đức? Quý vị đâu có ghét những đức được đâu, đúng không? Nó không có tâm căm ghét, nó không có tâm phẫn nộ. Tại vì ngồi đau chân thì thẳng chân với ai bắt buộc đâu mà phẫn nộ. Chứ tôi có ép vô đây đâu mà phẫn nộ, đúng không? Thì ngồi là quan hỷ, lỡ đau chân thì thẳng chân ra so chân, thoải mái mà ngồi nghe thôi. Còn lỡ có ngủ gục thì tôi cũng thông cảm thôi chứ phẫn nộ chi. Đâu có phẫn nộ làm gì cho nó mệt, đúng không? Chắc chắn là quý vị có tâm thương yêu rồi. Quý vị không lẽ bị ngồi với vị tâm chỉ trích những đức gì vậy? Những đứa chị ngồi pháo cho vị nghe, lẽ ngồi dưới đi chỉ trích những đức. Hoặc là ngồi bên cạnh cái bà nào đi chỉ trích người ta làm chi chợ, đâu chỉ trích làm chi. Rồi đâu có cái tâm mà gọi là ích kỷ. Ích kỷ làm gì? Vô chùa mà giành giật cái gì trong đây đâu mà ích kỷ. Thì khi tu xong xuống nhà thì cùng ăn cơm, ích kỷ cái gì giờ? Thấy không? Giống như ngày hôm nay những đức thấy bánh trong chùa nhiều quá quý vị. Nhiều quá. Nếu mà để chùa mình ăn, ăn thêm 2 tháng nữa cũng chưa hết nữa. Không, mà chùa mình không thể nào mà hết được quý vị à. Không thể nào mà hết đồ ăn được, nó lạ lắm. Đây là những đức nói một câu rất mạnh dạn luôn á. À, thôi ơi, gì đâu mà nhớ hồi lúc còn nhỏ mà nhà mà rồi bữa nào mà được nảy chuối thôi chứ đừng nói bánh. Nảy chuối mà cúng với bàn thờ. Bữa nào mà nhà mà lâu lâu mua được nảy chuối cúng bàn thờ thôi. Trời ơi, những đức mà thèm chuối từ khi còn nhỏ, ăn chuối dữ lắm. Bây giờ những đức đi tu là không ngày nào mà không ăn chuối. Một ngày những đức ăn chuối 3 buổi luôn á. 3 buổi đều ăn chuối hết á. Quý vị để ý thì những đức ưa mà vô buổi ăn cơm là đầu tiên là lột chuối ăn trước không à. Ưa dữ lắm. Ăn chuối nó chỉ cần có chuối là ăn cơm được. Nó vậy đó. Nên từ nơi đó mà lúc còn nhỏ mà nhà mua được nãy chuối để bàn thờ ông bà cúng á, là cứ thắp xong cây nhang chưa tàn là những đức xẹt ngang là quất một trái. Xẹt lại là quất một trái. Gia đình mà đi làm hay gì đi về là thấy nãy chuối còn cái cù lôi không? Nhà đức ăn hết trơn à. Thèm chuối dữ lắm. Mà đâu có được nhiều đâu ăn quý vị. Thèm chuối lắm. Nên chứ đừng nói bánh trái gì đâu có ăn. Vậy đó mà bây giờ đi vô chùa tu, trời ơi chùa mình gì đâu mà bánh trái nhiều quá quý vị ơi. Ăn làm sao mà hết được. Mấy cụ trong chùa mình mà bữa nay mà đem một dĩa bánh đem ra, cái cụ có nhìn không mà cụ không có ăn. Ngán quá sao ăn nổi.
Nên những đức đây nói không phải nói là nó ngán thừa mà đem cho, bị không phải, làm bậy quá. Nghĩa là tại vì nó nhiều quá, rồi mình mà ăn mà mình thấy được rồi thì mình phải chia cho người ta liền chứ, chứ không có để cho nó hư làm chi, hiểu không? Nó tính là tuần trước là ra bọc 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 á, nhưng mà tuần trước nó lỡ dở cái buổi làm không được. Bữa nay những đứa cho mấy cô bỏ ra bịch nhỏ 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 vậy. Nó bữa nay quý vị mỗi người cầm bịch về để mà kết duyên trong gia đình đi. Nó, bịch nhỏ 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 vậy nè. Nó vậy mà nó cũng còn một số bánh nhiều. Nó rồi gạo mà ra cấp Tết á, bịch nhỏ 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 mà đi 30 á cũng còn nhiều lắm. Bữa nay ngồi ăn cơm người cầm về bịch nhỏ nhỏ đó, kệ cái lọc của chùa. Lọc của chùa ha, nó thì kết duyên từ nơi đó mà chùa mình thì sống vậy đó quý vị. Nó giống như những đức mà vô cái kho mà những đức thấy mà ly hay nồi thao gì mà không xài mà để hoài, dọn hết trơn, dọn kia mấy cô rửa chùi rồi lại ai xài đem gì xài hết đi, gọn hết trơn. Nên chùa mình lớn nhưng mà nó không có đồ cổ để dành. Có nhiều nơi người ta dồn nén để đóng đóng, người ta không có coi đâu, nó thành đồ cổ để hoài vậy đó. Những đức thì không chịu gì đâu, đem ra trơn. Nên chùa mình tương đối nó gọn, nhà kho đồ sạch sẽ lắm, cái gì là đồ là ăn được, ăn liền chứ không có để chữ tùm lum. Nên sống vậy nó nhẹ cái tâm lắm quý vị ơi. Mà mình cũng đâu có thiếu thốn gì đâu. Có thấy không, chùa đông người vậy đó, nhiều Phật tử về đây ăn Tết á, mấy cô đi về gặp những đức nói trời ơi cái Tết năm nay ấn tượng luôn thầy ơi. Hồi sáng có hai anh em sanh đôi ở đây ăn Tết, đến gặp những đức nói năm nay con ăn Tết là ý nghĩa nhất đó thầy, ăn Tết ý nghĩa nhất luôn ở trong chùa. Những đức nói mà tại vì không tin nên chưa vô được, đúng không? Chứ nếu mà đủ duyên mà vô được thì vị sẽ thấy cái cảm giác của nó đặc biệt trong cái dịp Tết ăn Tết trong chùa. Nó bình yên lắm quý vị ơi, không có lo nghĩ gì chân á, không cầm được điện thoại, không xài tiền gì chân á. Rồi người ta nghĩ rằng không xài điện thoại, không xài tiền chắc buồn, tầm bậy. Không xài điện thoại, không xài tiền nó mới vui. Mà niệm Phật được, nó vui lắm, nó vui lạ lắm. Nó vui từ cái nội tâm gì phát ra kỳ lắm, không có nói được hết được đâu. Mà cái pháp vị không có giải thích hết được. Cái pháp vị là nó cái tần số của Phật á, nên giải thích không có hết được đâu. Nhớ. Nên ai mà ăn Tết trong chùa vài ngày thì sẽ biết. Có cô kia có nói lay quay cái 9 ngày mau ghê luôn. Ăn Tết gì đâu lay quay 9 ngày. Còn ở nhà con thấy 2-3 ngày Tết mà ở nhà nó nặng nề, nó lâu gì đâu. Mong cho tới ngày đi làm phước cho rồi, cứ nằm đó rồi ăn rồi xài tiền. Sao thấy nó lâu quá, mong tới ngày đi làm. Còn vô chùa thì con mong cho nó thời gian đừng có qua mau, tại vì trong chùa ăn cơm chùa mà không xài tiền cho nên nó qua mau chi. Thôi quý vị coi nó đặc biệt vô cùng. Chùa cái coi gạo nấu thoải mái, thiếu thốn còn ăn chay, tại vì coi ăn uống vậy sao thiếu được. Ăn chay mà ăn uống vậy là quá đầy đủ rồi. Những đức nói có nhiều cô ở nhà ăn chay, quý vị không có thời gian làm, ăn sao cho gọn nhất, nó ăn gọn nhất luôn. Còn quý vị vô đây người ta có tập thể, người ta ăn uống, người ta nấu, thấy không? Mà mấy cô mà nấu ăn rất ngon nha. Mấy cô nấu ăn ngon á. Quý vị suy nghĩ đi, chùa mình mua đồ ăn á, cái gì cũng mua đồ ngon không à. Thêm cái nữa, đồ niêm nếm nó mua nhiều lắm. Những đức là thợ nấu nên những đức biết cái kỹ nhất của người nấu ăn mà keo. Nấu ăn mà keo sao nó ngon? Cái này là ngày xưa mà nấu ăn mà bà chủ, ông chủ nào mà nhà hàng đồ mà keo bột niêm đồ này kia là thua rồi đó. Là nấu ăn không bao giờ ngon đâu quý vị. Nó, cái người nấu ăn á, nó phải rộng rãi cái niêm nếm thì đồ ăn nó mới ướt át, nó ngon được. Cái món đồ ăn mặn hay ăn chay gì chứ nấu ăn mà niêm nó chưa đúng độ của nó nha, khô khan lắm. Niêm mà đúng độ của nó rồi là màu mè đẹp, đồ ăn mướt mát, thấy không?
Kiểu mà nấu ăn mà keo dầu, keo đường, keo muối, bột ngọt là đồ ăn nó khô khan lắm. Có những người nói thôi nấu mấy cái đó nhiều ăn bệnh chết. Ăn không được mà thèm nó mới bệnh chết. Trời ơi, con người mình về cái chuyện mà bệnh đau và chết, cái chuyện này khỏi lo, sớm muộn cũng chết mà lo gì. Lo chỉ cái chuyện này cho nó mệt, đúng không? Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về thịnh độ.